vợ tóc dài tà áo vẫn bay. Em đi dịu dàng bờ vai em nhỏ, chim non lê đường nằm im dấu mỏ. Anh theo ngõ về gót giày lặng lẽ đường quê. Bình Nguyên và Khánh Hòa. Dạ, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã mang lại một ngày xưa hoàng thị, một bản phối rất là mới. Thật sự bản thân Minh Xù ngồi phía dưới nha, nghe giọng ca của bạn Nam thì lại hơi hoang mang tí nhẹ, tại vì hóa thân là nam nhưng mà lại hát cái giọng của cô Thái Thanh. Bạn Nam vẫn làm rất tốt nha.
Cái này là phải khen ngợi thật sự nha. Riêng cái bài này nha, nói về hát, tôi thích giọng bạn nam hơn bạn nữ. Chắc nhường Tuyết nói phần này chứ mắc công tôi nói hồi hết ý nữa. Tuyết hiểu ý tôi đó. Thực sự là như thế này, không biết là có phải bạn nữ nghe cái sự góp ý của Thành cho cái bạn nam ấy. Hồi nãy Thành góp ý là cô Thái Thanh cổ ngân cái đuôi ấy. Ngân rung. Cho nên bạn nghĩ là cái đó là một cái đặc trưng của cô Thái Thanh. Cho nên bạn hơi làm over trong bài hát này quá. Giọng cô Thái Thanh thì cô Thái Thanh ngân, nhưng mà ngân ở trong cái chữ cuối, chứ cô không ngân trong cái câu hát giữa. Mà trong bài hát này thì bạn lại sử dụng nhiều quá. Ví dụ như cô là em tan trường về. Đúng rồi. Thì ngân chữ về. Còn bạn là em tan trường. Cái chữ tan đó cô không có ngân. Đấy. Dạ thực ra thì cũng do cái cảm xúc nhập trong bài. Nhưng mà đúng là trong bài này em có ngân rung hơi nhiều nốt. Nhưng mà bài đó nếu mà bạn bị feel á, là cảm xúc của bạn, thì nó lại là không phải là cô. Cho nên mình phải để ý. Cho mình thi thì mình phải đạt được cái độ hoàn hảo cao. Mình càng có nhiều điểm cao hơn. Bạn nào là bạn em theo ngộ về. Thì chứ về mấy. Còn bạn là em theo. Cô không có lên theo kiểu staccato, mà cổ là vibrato, đi thẳng theo ngõ về. Đó, thì bạn nam làm cái đó tốt hơn. Thật sự bạn nam ấy được cái như này nè, bạn hát rất là chuẩn. Dạ. Yeah. Nhưng bạn phải nhảo tí nữa, vì là phải thêm nó vô. Em tan trường về đường khuya nhớ nhà. Đó. Còn bây giờ bạn bị đều ấy, được cái là bạn hát rất là chuẩn. Xin được cảm ơn giám khảo Minh Tuyết và giám khảo Trấn Thành rất là chi tiết cho hai bạn thí sinh ở đây. Còn anh Hoàng Nhật Nam thì sao ạ? Cũng làm khó cho Bình Nguyên. Khi mà cho Bình Nguyên là kể cái câu chuyện của nhạc sĩ Phạm Duy với giọng của cô Thái Thanh trong một cái trận đối đầu, trong một cái bài hát song ca cùng với người bạn nữ của mình, thì đúng là nó có nhiều cái thử thách như vậy. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là nó cũng tạo ra cái sự thú vị, màu sắc giải trí riêng cho khán giả. Và dĩ nhiên là khi xem tiết mục này thì đặt để trong hoàn cảnh là ca sĩ thần tượng, chứ nếu trong một cái show khác thì chắc chắn là người ta sẽ rất là băn khoăn, sẽ hỏi là anh chàng này là người như thế nào và vai nào. Dĩ nhiên là như vậy, nhưng mà tôi cũng mong là em Bình Nguyên cũng sẽ không áp lực vì điều đó. Quay sang Khánh Hòa thì đúng là giọng của cô Thái Thanh đó là giọng của một người phụ nữ mà gọi là đi hát từ năm 14 tuổi. Và cô không có học một cái trường lớp nào luôn. Và cô luyện tập bởi cái sự mày mò của mình, bởi những cái sách dạy tiếng Pháp rồi opera phương Tây kết hợp với cái kiểu hát của dân ca Bắc Bộ đó. Cho nên là cổ tạo nên một cái trường phái riêng như vậy. Thật sự cũng đúng là một cái huyền thoại. Thì cũng may là Khánh Hòa là người sinh ra và lớn lên ở cái vùng quê đó, miền Bắc Bộ đó. Cho nên là chắc chắn là Khánh Hòa sẽ có nhiều ưu thế hơn so với Bình Nguyên khi mà mình có sẵn cái dòng chảy đó trong người mình rồi. Anh rất mong là Khánh Hòa tận dụng cái điều đó và rất là trông đợi hai phiên bản Thái Thanh với hai phong cách hoàn toàn khác nhau, với hai cái hoàn cảnh khác nhau. Chúng tôi rất là trông chờ. Xin được cảm ơn giám khảo Hoàng Nhật Nam và chúc mừng cho hai bạn đã hoàn thành xong tiết mục của mình ha. Và hy vọng rằng là tuần sau chúng ta sẽ có cơ hội trình diễn những cái ca khúc solo của mình sẽ thật sự là thăng hoa hơn và đúng ý ban giám khảo của chúng ta ở đây nhiều hơn ha. Một tràng hỗ tay chúc mừng các bạn Bình Nguyên và Khánh Hòa. Quý vị thân mến, tiếp nối sẽ là hai nhân vật rất là đặc biệt. Đó chính là màn hóa thân thành ca sĩ Khánh Ly với sự xuất hiện của bộ đôi Minh Tâm và Kim Lan sẽ hóa thân thành danh ca Khánh Ly. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng nhau theo dõi. Vẽ hồng giấc mơ, mười ngón tay tô hồng nét môi,
trong tình đời, ngón dấu yêu dệt tiếng tố êm đềm, ngón tay vẽ tình yêu mềm. Ôi ngón nào xinh xinh, ai vừa đeo nhẫn kia, sẽ kết tình đôi lứa thắm tô mùa xuân ấm nồng. Đời ta giờ đây như bao ta, rộn ràng ngàn lời tình yêu nồng say, đàn chim nào nghiêng cánh bay, chúc cho tình chúng. Cho đời ngón tay vẽ trời tươi hồng. Trao cho tình nhân, ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ. Mười ngón tay tô hồng nét môi, ngón kế bên dù ta trong tình đôi, ngón dấu yêu dệt tiếng tơ êm đềm, ngón tay vẽ tình yêu mềm. Lời tình yêu nồng say, đàn chim nào nghiêng cánh bay, chúc cho tình chúng ta. Từng ngón tay đàn vòng ngón tay, những ngón tay yêu thương không rời xa, những ngón tay dệt giấc mơ cho đời, ngón tay vẽ trời tươi hồng. Cho Hoàng Kim Yến. Xin được cảm ơn vũ đoàn Sắc Màu rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Sao hôm nay tinh thần như thế nào? Dạ hôm nay em vui hơn hôm trước nhiều ạ. Dạ, thoải mái hơn phải không? Thấy mà. Ai chọn em bài hát này vậy? Em tự chọn à hay sao? Dạ bài hát này thì lần đầu em hát bài này luôn. Em mới tập bài đây thôi ạ. Thật ra tôi hiểu ý của Minh Tuyết. Nó là một trong những cái bài mà ta nhắc tới ta biết như Quỳnh liền. Mười ngón tay rất là cưng, và nó là cái bài tạo ra nhiều signature của chị Như Quỳnh. Nhưng với điều kiện em phải làm điều đó thuần thục. Còn hiện nay nó đang nằm ở một cái tình trạng là nó không thuộc về mình, thì thà hát nhạc chậm nghe nó sẽ rõ ràng ra em giống chị Như Quỳnh ở điểm nào. Còn em hát cái bài này tiết tấu nó hơi nhanh, em không có đủ bình tĩnh để em xử lý mọi nốt, mọi động tác tay chân và cái thần thái hân hoan bên trong, cho nên nó vướng qua vướng lại. Đó là điều mà chị Tuyết đang trăn trở. Có nghĩa rằng á, khi mà mình bắt chước một người ấy, những cái chi tiết nhỏ của họ mình phải làm được. Chị Như chứ nhảy rất đẹp, mà nếu em á không nhảy được như chị Như thì nó lại lòi ra cái không giống chị Như nữa. Cho nên chắc ăn hát một bài bolero nào của chị Như, nhấn nhá ngân nga, cái âm sắc bật ra sáng
như là chị Như, ngọt ngào với chị Như, bận một cái áo dài thật đẹp hoặc là một áo dài thật đơn giản, tóc tai này nọ thật đẹp, như vậy thì nó sẽ hiện lên dấu ấn của Như Quỳnh nhiều hơn nữa trong cái khả năng em có thể làm được. Nó khổ nổi là như nè, sự lựa chọn thì không có phải là sự lựa chọn sai, nhưng cái sự lựa chọn này nó không phù hợp với cái khả năng của em thôi. Anh cũng theo dõi trong quá trình từ đầu đến giờ thì anh vẫn thấy rằng là nếu so với Hoàng Kim Yến của trước đây với hiện tại trong cái tiết mục này thì anh nghĩ rằng là Hoàng Kim Yến cũng có một cái sự phát triển. Có nghĩa rằng là em từ một người dạng là trước đây chưa bao giờ làm những cái vũ đạo và chắc chắn là em chỉ có đứng hát và hát thôi. Em cũng không phải là người có cái năng khiếu về nhảy múa nữa. Nhưng mà đến ngày hôm nay qua tiết mục này thì anh vẫn có châm chước hơn chút. Dĩ nhiên nếu so với bản gốc của chị Như Quỳnh thì nó là một khoảng cách rất là xa. Nhưng mà nếu so với em đó là một sự tiến bộ. Đoạn đầu em có 10 ngón tay xinh của em thì có đưa và anh thấy là đang rất là run. Nhưng mà nửa bài sau thì em đã bắt đầu hòa nhịp vào, bắt đầu thần sắc, mắt bồ câu rồi miệng cười tương tác với vũ đoàn, múa những cái động tác đó anh thấy là có cái sự mềm mại hơn. Nếu mà em có thời gian tập luyện nhiều hơn và trau dồi hơn thì anh nghĩ là sẽ vẫn có thể làm được những bài có những cái động tác đơn giản. Đó là cái chia sẻ của anh dành cho em. Còn về mặt sắc vóc và mọi thứ thì rất là tuyệt vời, rất là xinh đẹp và anh rất thích em ở trên sân khấu. Cảm ơn ba vị ban giám khảo ạ. Dù gì đi chăng nữa thì ngày hôm nay bạn cũng đã rất là thoải mái với tiết mục của mình rồi và hy vọng rằng bạn sẽ may mắn có cơ hội bước vào vòng tiếp theo. Một tràng hô tay nữa cho Hoàng Kim Yến. Mùa đông như vây kín kỷ niệm của đôi mình lúc đã xa vắng nhau. Dường như em quên lối quay về dẫu nghe lòng còn đó bao thiết tha. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa giăng ngàn đời người đành cho ta mật ngọt vội và dĩ vãng sẽ mãi không phai nhòa. Khi đôi tim yêu luôn khát khao sẽ hòa nhịp hoàn ca. Lời tình gì ta viết trao người đã bao lần với nỗi đau dấu yêu, dòng đời chia muôn lối ta còn mãi đi tìm liều thuốc cho trái tim. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa giăng ngang đời ngàn ngày trôi qua ngậm ngùi chia xa nỗi tiếc mấy giấc mơ ban đầu. Xin đôi tim yêu hãy cố quên, có khi trọn đời chỉ còn lại niềm mơ ước. Giờ sầu nào vỡ nát trong tim, mong người vô giấc bao ngắm ngôi cõi mơ nghe như chơi vơi khi bao yêu đương ngúa màu. Em đi mang theo vầng trăng tua nào để bầu trời hoài nhớ thương chỉ còn hoang vắng. Cuộc tình là trái đắng không tên, con thuyền lướt sông lênh đênh tìm ngoài bên mỗi trong đêm khơi xa mang theo bao nhiêu khát vọng. Em đi mang theo vầng trăng tua nào để bầu trời hoài thương nhớ. Em mang con mơ thật xa vời, dù chưa vội quên tình anh vì em còn đam mê nhiều. Một mình em bước đi trong đêm, vội vàng chi những bước chân lẻ loi. Giọt sầu nào vỡ nát trong tim, mong người vô giấc bao đêm. Ngắm ngồi cõi mơ nghe như chơi vơi khi bao yêu đương ngúa màu. Em đi mang theo vầng trăng tối nào để bầu trời hoài nhớ thương chỉ còn hoang vắng. Quay về đi em ơi. Em đã sai hay làm lại từ đầu? Anh vẫn thương, vẫn yêu em mãi. Dù cho em đã chọn sai con đường. Quay về đi em ơi. Em đã sai hay làm lại từ đầu? Anh vẫn thương, vẫn yêu em mãi. Dù cho em đã chọn sai con đường. Một tràng hô tay cho bốn thí sinh nam của chúng ta rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Thank you, cảm ơn các bạn. Dạ, trên sân khấu hiện nay là năm anh em siêu nhân à. Dạ, nhưng mà chỉ có hai màu trắng đen mà thôi. Bây giờ mình làm quen với ban giám khảo trước nha. Mình tự giới thiệu về mình đi ạ, xin mời ạ. Dạ em xin chào mọi người, dạ em tên là Minh Trí. Dạ nickname của em là Minh Chi Hô. Minh Chi Hô.
Em đến từ thành phố biển Nha Trang xinh đẹp ạ. Dễ thương. Trí đang làm nghề gì em? Dạ em đang bán hàng thời trang ạ. Rồi em nè, giới thiệu về mình đi. Dạ xin chào ba vị giám khảo và những khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Liêu Trấn Hải, năm nay em 30 tuổi, quê quán ở Bạc Liêu ạ. Hải đang làm nghề gì luôn, hỏi luôn đi biết nè. Dạ em là ca sĩ trẻ hát hội chợ ạ. Ca sĩ trẻ hát hội chợ là cũng có kinh nghiệm rồi hen. Rồi tiếp tục mời bạn. Chào, đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào đến ba vị ban giám khảo cùng các bạn khán giả trong một tối ngày hôm nay. Một lời chào trân trọng và sức khỏe. Trời ơi, như ca sĩ chuyên nghiệp. Hiện tại thì em đang ở Bình Dương và đang làm trong một cái công ty trong khu công nghiệp ở Bình Dương. Bạn tên là gì? Em tên là Phước Tân, năm nay thì em 32 tuổi. Chào Phước Tân. Và người cuối cùng ạ. Dạ em tên là Quang Bình ạ. Dạ, em đến từ Tây Ninh ạ. Và nghề nghiệp của em là lúc trước thì em có làm nhân viên đồ họa. Và sau này thì em có về quê ở Tây Ninh và em mở một quán cà phê vào ăn sáng. Nhưng mà do dịch Covid thì mọi người cũng biết ạ. Thì tạm thời thì quán đóng cửa. Cho nên là đi hát kiếm thêm. Dạ vâng, chào đón bốn sinh nam. Chị Minh Tuyết ơi, chị cho em hai cái tên của hai nghệ sĩ ngày hôm nay mà bốn bạn hóa thân đi ạ. Đó chính là anh Lý Hải và Phan Đình Tùng. Chính xác là như vậy, chúc mừng chị Minh Tuyết. Vâng ạ, thôi thì cho phép em đại diện cho mấy anh trên đây luôn là xin ý kiến của ban giám khảo là mình có cái điểm gì mạnh hoặc là mình có cái điểm gì yếu để mình rút kinh nghiệm trong cái vòng tiếp theo để các anh sửa chữa luôn, được không ạ? Ví dụ đi, chàng trai Phan Đình Tùng ở bên cánh phải này ạ. Cái anh Phan Đình Tùng á, ảnh là cái người mà các bạn phải biết về ảnh thì các bạn cái cách hát mình mới hát đúng được. Nghe thì có vẻ là vang vang, cái miệng hơi cắn cắn cái chữ lại. Nhưng mà anh Tùng là dân nhạc Việt cho nên hát á, là cái khoảng vang rất là lớn. Anh Phan Đình Tùng ảnh hay ngân kéo dài bằng cái phụ âm chứ không phải là bằng nguyên âm. Quay về đi em hơi, hơi là ngân bằng chữ Y. Em đã sai hay làm lại từ đầu, là ngân bằng chữ U. Nếu như người ta bình thường thì người ta sẽ ngân là em đã sai hay làm lại từ đầu, là O. Nó còn có chữ A nhiều ở trong. Thì đại khái là các bạn để ý chút xíu về phần chính tả xíu thì các bạn sẽ đỡ hơn. Ở vòng 1 thì thành thiên về bạn Minh Trí nhiều hơn. Minh Trí có vẻ hát giống hơn, cái khoảng vang bằng tốt. Nói về anh Lý Hải, anh Lý Hải là người miền Tây cho nên á, có một vài cái chữ ảnh phát âm theo kiểu của người dân Nam Bộ. Bạn để ý trong riêng cái bài mà liều thuốc cho trái tim á, anh Hải là nhớ thương chị, là anh thay vì người ta là nhớ thương chị thì có bắn hơi của chữ CH ra. Còn anh Hải là nhớ thương chị là cái chữ CH, anh tì lưỡi. Thì bạn Phước Tân làm tốt hơn bạn Trấn Hải. Bạn Phước Tân có cái voice giống anh Lý Hải hơn, cái cách đẩy âm thanh ra giống hơn, cái cách phát âm cũng giống hơn. Còn bạn Trấn Hải thì vì bạn đi hát nhiều cho nên ít nhiều gì ngày xưa người ta cũng nói bạn này hát giống Lý Hải nè, cái nghe cũng hơi không vui lắm đúng không, cái mình cũng phải chuyển ra để mình hát cho giống bản thân mình đúng không. Đó, cho nên trong cái quá trình mà bạn thay đổi á thì hiện nay nó có cái dấu ấn của bạn nhiều hơn rồi, cho nên nó lại bớt giống mà Lý Hải hơn. Khi mình đi hát thì người ta lại nói mình hát giống Lý Hải. Khi mình cố gắng hát để cho nó ra cái màu sắc của mình thì bây giờ đi thi cái chương trình này người ta lại nói mình hát không giống Lý Hải. Thế nó điên không? Tức nhỉ. Cho nên phân thân liền. Lấy cái đầu. Nhớ lại những năm đầu tiên đi hát liền. Lấy lại cái cảm giác mà hát giống mà Lý Hải đi thi, thắng cái cuộc thi này rồi mới tiếp tục dòng lại hội chợ hát sao. Chứ còn bây giờ hiện nay là bạn đang hát nó thiên về bạn nhiều hơn đấy, nó chưa có ra anh Hải nhiều. Xin được cảm ơn giám khảo Trấn Thành ạ. Gợi ý cho các bạn ha để rút kinh nghiệm. Còn giám khảo Hoàng Nhật Nam thì sao ạ? Xin mời anh. Trong một cái phần tứ ca thì là giống như một cái chiếc bánh chia ra làm bốn phần vậy đó, và mỗi người gọi là chúng ta đảm nhiệm một cái không gian, một cái mảng miếng riêng. Tuy nhiên thì mỗi một bạn hiện nay cũng đang chưa làm tròn tốt hết, cho nên về tổng thể trong tiết mục mở màn thì anh đánh giá là cũng chưa thực sự tạo cái sự bùng nổ cho lắm. Hai anh Lý Hải thì anh cũng đồng quan điểm với anh Trấn Thành, đó là bạn mở màn là Trấn Hải á, anh cũng lưu ý là Trấn Hải sẽ nên bớt áp lực hơn một chút. Cái câu đầu tiên vào nó vô cùng quan trọng luôn, giống như cái người đầu tàu. Nhưng mà anh đánh giá câu đầu tiên em vào á, nó không có
lấy lòng ngay khán giả. Nó chông chênh và nó khá là làm cho người ta cảm nhận được em đang rất là lo lắng, chưa đủ cái sự tự tin để mình phát đi một cái phát súng đầu tiên. Còn về Phước Tân thì anh cũng thấy là Phước Tân cái màu đậm nét hơn anh Lý Hải, có nhiều cái chữ ký của anh ở trong đó nhiều hơn. Và đặc biệt cái bài Liều Thuốc Cho Trái Tim á, cái đoạn điệp khúc á, nó rất là dài luôn, cần hơi dài. Thì anh thấy Phước Tân hơi dài hơn và chắc chắn hơn so với Trấn Hải. Còn đối với hai bạn hóa thân thành Phan Đinh Tùng thì anh cũng thấy là Quang Bình ở cái phần đầu thì không có đạt lắm, nhưng mà bắt đầu về sau điệp khúc thì Quang Bình thấy ổn hơn, Minh Trí thì có phần ổn định hơn, nhưng mà tuy nhiên là cũng chưa thực sự là tròn đầy cho lắm. Cả cái bốn bạn đều có những cái ưu và cái khuyết, anh nghĩ là đều phải tỏa sáng hơn nữa trong những cái vòng thi tiếp theo. Chúc các em thành công. Xin được cảm ơn giám khảo Hoàng Nhật Nam. Chắc có thể là vòng đầu tiên mà cho nên các bạn đang còn hơi hồi hộp tí xíu nhẹ. Thôi chị Tuyết, chị động viên tinh thần các chàng trai trên đây một xíu đi ạ. Chị thích chàng trai nào nhất ạ? Thế có 4 sự lựa chọn cho chị trên đây ạ. Thật sự là chắc chị chọn Minh Xù. Trời ơi, em về chị liền. Nói về hình thức bên ngoài thì bạn Trấn Hải giống anh Lý Hải hơn là bạn Phước Tân. Cái tay, cái cách cầm, mình đang nói về phong cách ở bên ngoài nha. Bây giờ mình nói tới giọng hát thì thực sự mỗi bạn á, nó có một cái giống anh Lý Hải khác nhau. Bạn Trấn Hải á, thì cái cách bạn nhả cái chữ ra đó nó giống anh Lý Hải, nhưng vì cái âm sắc của bạn á, nó ấm hơn anh Lý Hải, người nghe sẽ cảm thấy không giống nhiều. Còn bạn Phước Tân ấy thì bạn nhả chữ nhẹ hơn, nhưng mà cái âm sắc của bạn giống anh Lý Hải hơn, và làn hơi của bạn tốt hơn bạn bên đây, cho nên người ta sẽ cảm nhận là bạn hát giống anh Lý Hải nhiều hơn. Còn về Phan Đình Tùng thì thực sự là Tuyết thấy như thế này, mới đầu nghe thì sẽ nghe bạn Minh Trí hát giống Tùng nhiều, nhưng mà khi mà bạn Quang Bình ấy, bạn cất những cái nốt cao ấy, cái độ vang và cái âm sắc rất giống Tùng. Nốt thấp của bạn thì thua, tại vì Tùng hay lắm. Tùng hát từ nốt thấp, nốt vừa và nốt cao đều vang đều như nhau. Yes. Không bao giờ là nghe nốt thấp bị lép hết á. Rất là đều. Tôi chỉ các bạn luôn một cái chiêu mà cho anh Phan Đình Tùng anh hát á, là chữ đẩy chữ. Có nghĩa là anh lấy một hơi mở. Bây giờ quay về đi em hơi. Là một hơi một. Ngắt thì có vẻ là ngắt nha, nhưng mà không lấy hơi nữa. Quay về đi em hơi. Em đã sai hay làm lại từ đầu. Là một hơi một nha. Anh là dân học hành, cho nên cái làn hơi anh rất tốt. Mà đặc biệt ông Tùng là dân tập gym, cho nên hơi ông khỏe lắm. Ngắt là cái chuyện mình tự ngắt trong cần cổ thôi. Chứ còn một hơi một thì chữ đẩy chữ thì nó mới ra cái độ vang đó. Nó mới giữ chắc cái cục hơi mình được. Dạ vâng. Và em cũng xin cam đoan với ban giám khảo là Phan Đình Tùng ở trên đây cũng có tập tạ đấy ạ. Cũng rất là đô. Hy vọng rằng là với cái sự gợi ý này thì các bạn sẽ vận dụng cái làn hơi của mình thật là chắc các bạn nhé. Nhưng tôi cam đoan là Phan Đình Tùng này chưa có trọc đầu. Dạ vâng. Còn nhiều tóc quá. Dạ, bên đây có vẻ ít tóc hơn là lợi thế hơn đây ạ. Rồi, hãy chờ đợi xem họ sẽ biến hóa nhiều hơn như thế nào trong vòng tiếp theo. Một tràng hỗ tay, cảm ơn các bạn rất nhiều.
chung mãi xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kia nào? Anh ở đâu, em ở đâu? Có chăng mơ sầu buồn đến mất sâu? Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tim ngớp, chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngớp, và tiếng hát và nước mắt. Đôi khi em muốn tin, đôi khi em muốn tin, ôi những người, ôi những người khóc lẻ loi một mình. Khóc lẻ loi một mình. Chúc mừng Bình Nguyên, đang còn xúc động quá phải không? Rồi xem đây nè, thế không biết cảm xúc của bạn như thế nào mà lại có những giọt nước mắt rưng rưng ở đoạn cuối như thế này nha. Thực sự rằng là qua cái ca khúc này, nhờ sự truyền tải của cố danh ca Thái Thanh mà đã chạm đến trái tim của em. Qua những cái biến cố trong cuộc sống và những cái sóng gió trong cuộc đời, nó làm chạm đến trái tim của em. Vâng. Yeah. Đôi khi một tác phẩm nào đó cũng sẽ có cái ký ức riêng của bản thân mình đúng không? Và ngày hôm nay bạn đã lựa chọn cho đêm thi bán kết. Giám khảo Trấn Thành xin được mời anh chia sẻ cảm xúc riêng của mình trước ạ. Cô Thái Thanh khi thu âm bài này không hát như vậy. Đó là Thái Thanh lúc trẻ, không chia nhịp kiểu này luôn. Tôi thì tôi chưa được nghe version này live của cô ở những thời gian khi cô đã lớn tuổi rồi. Cách em xử lý nó hơi nhựa một tí. Có nghĩa là em gãy gọn hơn một chút xíu nữa thì nó sẽ hay. Vẫn có cách nhả chữ, vẫn có những cách phát âm, thậm chí vẫn có một số cách lấy nhịp là của cô. Cô hát cô cũng hay lơi, cô bỏ nhịp đầu để cô đuổi theo cái đoạn sau. Đôi khi nó gọn lại một chút, có đoạn nó được bẻ cong để rồi dứt khoát. Bẻ cong để rồi dứt khoát thì nó hay hơn là cả một đoạn mình cứ uốn lượn như thế này. Anh không nghĩ là cô sẽ hát theo kiểu đó. Đây là một tác phẩm khó, rất khó để thể hiện. Nó ác cho bạn này chỗ gì nè, tại vì bạn là nam giả nữ thì bạn hát mấy bài kia, cái quãng nó không có lên xuống liên tục thì ít ra nó đỡ cho bạn. Nó nằm ở cái quãng trên, bạn giả thanh hết thì nó dễ hát. Nó làm cho nó, cái bài nó không quá mượt, nhưng mà hát được như bạn này nha, đã là một cái gì đó đáng nể rồi. Thực sự nam mà hát được như vậy là quá giỏi. Xin được cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Giám khảo Minh Tuyết ạ, xin mời chị. Nếu mà mình nói là một chương trình thi ca nhạc thì mình nghĩ là bạn hát rất là tốt, rất là hay, rất là chuẩn. Nhưng mà đây là một cái chương trình là thi ca sĩ thần tượng, có nghĩa là mình cần cái sự giống của thần tượng của mình càng nhiều càng tốt. Trong những cái bài hát trước là những cái bài hát nó kỹ thuật và phô trương giọng hát rất là nhiều. Nó không bị thể hiện cái tình cảm nhiều trong cái lời ca tiếng hát. Cho nên mình có thể nhấn nhá ở những cái signature của cô. Nhưng mà cái bài hát này là một cái bài hát tình ca, nó rất là tình cảm. Khi Tuyết nghe cô Thái Thanh hát trong băng đĩa đó, thì Tuyết thấy cô hát rất nhẹ nhàng, rất là đơn giản, không ủy mị, nhưng mà cô hát tự sự rất nhiều. Cô không rung trong câu chữ nhiều, cô chỉ rung cái đuôi thôi. Tuy rằng là cô không hát đều nhịp, có chữ kéo, có chữ không, nhưng nó không có phải ủy mị quá trong từng mỗi câu chữ, hoặc là cái nức nở nhiều quá. Cô không có cái đó trong bài hát này. Khi mà mình đặt cái nghĩa, cái từ của nó trong đầu của mình ấy, mình hát như nói, mình hát như cái nghĩa của nó, thì tự động mình sẽ xử lý theo đúng. Hồi thì dài, hồi thì ngắn, hồi thì trầm, hồi thì bổng. Tôi nghĩ là bạn dư sức làm cái điều đó. Nhưng mà nhiều khi đôi lúc mình quên nó đi, mình cứ lo tập trung vào những cái đặc trưng của cô mà mình quên đi cái hồn của nó vẫn là cái chính. Xin được mời giám khảo Hoàng Nhật Nam, ý kiến của anh ạ. Đó là sự phân tích về mặt kỹ thuật hát.
Còn đối với riêng anh á, thì anh cảm nhận hồn của cô Thái Thanh ở đâu trong tiết mục này? Dĩ nhiên là bỏ qua cái thử thách đối với Bình Nguyên, vì cả nhân dáng em là một người con trai mà hóa thân thành một phụ nữ luống tuổi nữa, nó có muôn vàn những trở ngại. Và khuôn mặt của em là một khuôn mặt chữ điền nữa, cho nên thực sự là cũng khó khăn về mặt hóa trang. Nhưng dưới cái làn đèn ngược đó, và em nghiêng cái máy đầu và vẫn diễn từ cái intro cho đến cái giang tấu. Trong cái đoạn giang tấu anh rất thích là em di chuyển nhẹ nhàng trên cái đôi giày cao gót đó mà không có cảm giác là em đang bước đi. Có cảm giác giống như cái bục đó nó đang xoay nhẹ, em đang xoay quay cuồng trong những cái nỗi đau của mình á. Thì thật sự là anh rất là thích em trong những cái gọi là miên man về mặt cảm xúc của những cái trạng thái diễn của em á, để em có thể mềm mại hơn. Dĩ nhiên là mình không thể nào mềm mại 100% được, nhưng mà em đang mềm mại dưới góc độ tâm hồn và những cái cố gắng nhất có thể của em về mặt hình thể. Điều đó anh rất rất là ghi nhận ở Bình Nguyên luôn. Cái bài hát này là được nhạc sĩ Phạm Đình Chương sáng tác trong một cái hoàn cảnh thực sự là ông cũng có một cái nỗi đau buồn để mà sáng tác nên cái ca khúc này. Cho nên là anh nghĩ những giọt nước mắt của Đình Nguyên ở cuối, rồi những cái nức nở đó, nó vẫn có cái nỗi đau của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, anh trai của ca sĩ Thái Thanh, vẫn có trong cái dòng chảy đó. Anh cũng chưa được xem một cái bản live nào của cô Thái Thanh hát cái bài này hết, thì không biết là thực sự nó sẽ như thế nào, cho nên là có đúng là muôn vàn trở ngại. Bây giờ vậy đi, bây giờ em thử lại một cái này liền nghe, tức đoạn ngắn thôi, em hát đơn giản lại giùm anh coi. Cùng với tinh thần của cô, em hát đơn giản lại thử, nhẹ nhàng nhất có thể, duy như nói chuyện cho anh. Đừng ủy mị, đừng cố gắng tỏ ra ủy mị. Đặt cái hồn mình vào là được rồi Nguyên. Thoáng hương xưa cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ, hay chỉ là giấc mơ thôi. Nghe tình đang chết trong tôi, nghe lòng tiếc nuối xót thương suốt. Nói đây. Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau, ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kiếp nào, em ở đâu anh ở đâu, có chăng mưa sầu buồn đêm. Cảm nhận nó khác không? Nó khác hoàn toàn. Vẫn là Thái Thanh nhưng nó ra Thái Thanh hơn. Lần đầu tiên lúc nãy lên, trước khi lên em có gặp một số vấn đề tâm lý một chút, cho nên là chắc vì thế là làm nó hơi quá. Em biết không, thật sự ra không phải là em, mà là ai cũng vậy. Thường thí sinh họ sẽ mang tâm lý hát bài buồn. Hôm nay tôi hát bài buồn nha, tôi sẽ rất nhập tâm để tôi hát bài buồn nha. Nhưng mà thật sự ra khi một danh ca hát bài buồn, họ không có buồn theo cái kiểu đó. Nguyên bài hát có vẻ không buồn. Tới đúng một cái đoạn nào đó cần buồn nhất là xoáy đúng một chỗ đó, tự nhiên nguyên bài trở nên buồn. Chứ cái bài buồn không phải là cái bài buồn từ đầu tới đuôi. Vâng ạ, xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và chúng ta cũng đã giải đáp được những cái thắc mắc, đúng không ạ, trong cái tình cảm của bạn với cái bài hát này rồi. Và chúc mừng cho Bình Nguyên đã hoàn thành xong tiết mục của mình ngày hôm nay.
Giờ chia tay nhau đã đến còi cao tiết tan trong màn đêm. Hãy hôn nhau đi lần cuối. Dòng lệ tuôn rơi mặn đắng nghẹn ngào xước đôi bàn tay. Lòng ta nghe sao lạnh giá. Đoàn tàu lăng bánh rơi bến chậm chậm khuất xa dần xa. Đã đưa em đi người hỡi, để lại con tim đau nhói lẻ loi bước đi giữa trời đêm. Dòng lệ vẫn mãi tuôn trào. Thời gian trôi qua thật mau, giờ ta biết đi về đâu. Nụ hôn yêu thương còn ấm môi, mà em đã ra đi về nơi phương xa người ơi. Dù cho xa nhau mãi mãi, tình anh đã trao về em. Từ trong tim anh vẫn mong chờ, rồi mai đây em sẽ quay trở về. Giờ chia tay nhau đã đến còi tàu thét vang trong màn đêm. Hãy hôn nhau đi lần cuối. Dòng lệ tuôn rơi mặn đắng nghẹn ngào xiết đôi bàn tay. Lòng ta nghe sao lạnh giá. Đoàn tàu lăng bánh rơi bến chậm chậm khuất xa dần xa. Đã đưa em đi người hỡi, để lại con tim đau nhói lẻ loi bước đi giữa màn đêm. Dòng lệ vẫn mãi tuôn trào. Thời gian trôi qua thật mau, giờ ta biết đi về đâu. Nụ hôn yêu thương còn ấm môi, mà em đã ra đi về nơi phương xa người ơi. Dù cho xa nhau mãi mãi, tình anh đã trao về em. Từ trong tim anh vẫn mong chờ, rồi mai đây em sẽ quay trở về. Thời gian trôi qua thật mau, giờ ta biết đi về đâu. Nụ hôn yêu thương còn ấm môi, mà em đã ra đi về nơi phương xa người ơi. Dù cho xa nhau mãi mãi, tình anh đã trao về em. Từ trong tim anh vẫn mong chờ, rồi mai đây em sẽ quay trở về. Trời ơi, chưa hết thấy tiết mục rồi. Ủa khoan, ai vậy mà sao ốm dữ vậy? Dạ người yêu của em tưởng. Trời ơi, người yêu thiệt không? Dạ thiệt, tưởng đi luôn rồi, ai nhè không có đi. Ủa người yêu thiệt á hả? Dạ em đùa. Trời đất ơi, một tràng tay cho chấn hả ngày hôm nay. Thank you, cảm ơn bạn gái rất chưa nhiều đã hỗ trợ cho bạn. Chưa thấy ai mà ăn tiền dễ như con bé này. Bởi nguyên một bài toàn là tàu diễn với màn hình diễn không. Bà lên có đoạn cuối ta ôm bà cái ly tiền. Bé này không có giống là trong dancer nha. Bé này trong vũ đoàn sắc màu đó. Đúng rồi, trong vũ đoàn sắc màu hả chị? Em nó tên là màu sắc. Vô. Mà diễn rất giống người yêu ha. À,
Trời ơi, mà ra ơn quá trời, anh cứ tưởng là người yêu thiệt không luôn á. Mình Xu thấy là Trấn Thành của chúng ta rất là hào hứng, đặc biệt là cái khúc lên cao của bạn. Xin mời giám khảo Trấn Thành chia sẻ cảm xúc riêng của mình trước ạ. Cho đến thời điểm này thì anh khẳng định là em là một người rất giỏi. Giỏi ấy, giỏi là gì? Em khắc phục được tất cả những thứ, những điều, những hạn chế mà giám khảo đã góp ý cho em. Từ cái việc cái giọng hát bị khan, em cho lại cái giọng trong. Từ bộ đồ không ổn, em cho lại bộ đồ ổn. Từ phong cách hơi không kiểm soát, em kiểm soát. Và bây giờ, tới ngày hôm nay, tôi vẫn cho cái bài này, bài là bài hay. Cái tôi ngồi tôi nói là, có cái cách nào cho bạn này đột phá một cái gì không ta? Đấy, bạn này cứ hay như vậy hoài, nó bị đều á. Nó không còn gì để góp ý, bị đều. Cái đoạn lên tông, quất một cú, trời ơi nó đã. Lên tông mà không có báo luôn nha. Không có báo, cát co luôn, tự động lên. Tại vì nó lên cái dạng đó đó. Nó có hai trường hợp, một là lên nửa tông, hai là lên một tông, một cái cộng hai, cái cộng một, nó đều là lên thôi. Nhưng mà mình dễ bị lộn lắm. Mà nãy lên một cái, nghe sạch sẽ. Mà em đã ra đi, về nơi phương xa người ơi. Chinh phục nốt cao, ok luôn. Nói chung là hôm nay, bạn diễn rất là chuyên nghiệp. Cảm ơn anh. Xin được mời giám khảo Minh Tuyết. Cái bạn này nếu mà bạn vào vòng trong phải làm một cái gì đó đó chứ. Nó sẽ dễ làm cho mình bị cảm thấy bình thường đó. Tại vì biết không, em hay quá rồi. Có nghĩa là nó hay tới mức độ là nó sạch sẽ, nó đều đặn. Em có những cái nấc mà nó giống anh Hải, nó mức độ mà tôi nói trời, tại sao có thể có một cái con người mà nó giống nhau tới cái mức độ đó. Cái nấc, cái lên giọng rồi cái giật cái micro ra. Hồi nãy có cái cú mà của anh Hải là cái cú xoay người đó. Xoay, nhưng mà xoay hơi chậm hơn anh Hải một tí. Nó hay quá, cho nên mình không thấy nó còn cái gì có thể hay hơn á. Mình bị bực mình á. Sao kỳ vậy? Cũng bực mình nữa. Anh hiểu không? Có những cái tiết mục mà nó... Nó giống quá. Cái nào nó cũng như nào. Tại vì phải chi, bữa nay nó lỗi, mai nó giỏi lại. Cái này nó hay đều quá nè. Bây giờ... Cái ý này là anh thử thách em. Nếu thực sự chúng ta may mắn, anh muốn em hát một bài mà nửa bài đầu nhạc chậm, nửa bài sau sung. Lý Hải của disco, Lý Hải của sân khấu tạp kỹ. Đụng nóc cho tôi. Dạ, em sẽ làm cố gắng. Một cái gì đó phải bùng nổ. Tại vì tôi rất kỳ vọng vào em. Em là một cái thí sinh mà cho tôi mọi sự an tâm khi em trình diễn. Và em là một thí sinh mà tôi luôn chờ đợi. Thật sự là như vậy. Có một cái dàn dựng nào đó mà trong cái gian tấu, chẳng hạn một cái action đánh võ gì đánh với người ta. Tại anh Hải anh hay vậy lắm. Tại sợ quýnh quá mệt ca không được. Không, chút xíu à, cái chỗ chánh giữa gian tấu, chỗ mà nghỉ á. Kiểu như câu một chuyện vậy đó. Cảnh phim chẳng hạn. Chẳng hạn như vậy đó thì mình nó sẽ ra Lý Hải hơn. Nó mua cái action đó nè. Giống như kiểu mà thông si sân si. Cái bài tình thai đó. Cái bài gì mà sân si vậy? Ê! Bến Thượng Hải thì đó kiểu dạng thử hát bài đó coi biết đâu hay à, đúng không? Vô à, bài đó vô à nha. Ê đó, chẳng hạn rồi bài đó nửa bài sau quất disco lên, trời ơi phải thi như vậy. Nhưng mà chị có góp ý cái này, em để ý chị thấy khi mà em xuống cái đoạn đầu á, cái quãng thấp của em á nó hơi chênh vênh tí xíu mấy câu đầu, cho nên để ý tập những cái nốt thấp nhiều hơn, để ý nó kỹ thêm một chút xíu về cái phần đó. Dạ, cảm ơn chị ạ. Không, cái phần này cô Tuyết nhận ra là đúng. Vì là cái câu đầu của em á, em biết vì sao mà vậy không? Vì em chạy á, mà em chạy nhập tâm quá. Em chạy có lực và nhanh chứ không phải là chạy giả vờ. Chạy lên trên này rồi hốt hoảng, sau đó lại chạy thêm một tầng nữa. Cho nên lên trên đó cái câu đầu tiên của em lúc nãy thì thấy cái sự hụt hơi rất là rõ. Cái hoạt cảnh những cái gì vừa rồi á, là tái hiện lại trong cái live show của anh Lý Hải cũng đã lâu. Và thực sự anh cũng rất là bất ngờ khi mà Trấn Hải ngày hôm nay diễn tả lại tất cả mọi thứ đều rất là hoàn hảo. Và so với cái buổi tổng duyệt ngày hôm qua thì hôm nay em khác hẳn luôn. Rất rất là tốt. Hôm qua là cái đoạn lên tông á, là bị vỡ nha. Bị fail cái đoạn lên tông và anh rất lo là không biết có ổn hay không. Ủa em có hạ tông bài không hay là vẫn như vậy? Vậy là một cái sự cố gắng của em. Xém thôi, xém lạng đi thôi. Xém lạng một chút đó, nhưng mà điều tí. Vẫn ổn, vẫn đến bờ, đến bến. Và diễn với cô gái cũng rất là ổn. Mình nâng niu cái người diễn viên và xem giống như một cái người tình trên sân khấu vậy, là một cái sự trân trọng.
dành cho tiết mục của mình rất là đáng khen. Cái đoạn mà em diễn trên sân khấu không ở cái đoạn gian tấu á, mà nó có phối rock á, thì em diễn lúc đó đáng ra sẽ rất là chán, boring, không có gì để xem hết. Cô người yêu thì cổ cũng chưa xuất hiện nữa, cho nên những cái diễn tả của em nó hơi rock, rất là giống những cái chữ ký của anh Hải. Ai cũng biết anh Hải là ngôi sao của ca nhạc bình dân đúng không, nhưng mà ít người biết anh Hải từ ngày đầu mà lập nghiệp lên Sài Gòn á, ảnh này nằm trong một cái band rock, cho nên là những cái cách hát, cái chất rock á, nó vẫn có trong con người của ảnh rất nhiều. Và cái đoạn gian tấu đó em thể hiện điều đó rất là tốt. Cảm ơn anh ạ. Một cơn bão lời khen luôn. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều và chúc mừng cho Trấn Hải ngày hôm nay. Rất là xuất sắc. Chờ đợi kết quả nhé. Chúc may mắn. Quý vị thân mến, tiếp theo sẽ là sự xuất hiện của một thí sinh lớn tuổi, hóa thân rất xuất sắc thành ca sĩ Khánh Ly. Và tối ngày hôm nay, cô Kim Lan của chúng ta đã quay trở lại với một tuần chuẩn bị của mình. Ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài hát được mang tựa đề Hạ Trắng. Xin mời tất cả quý vị cùng nhau lắng nghe. Một sông xanh xanh, một sông tràn mong manh, dòng ý biếc, một dòng sâu mấy kia, một dòng trời sao xuyến, một dòng tình thương mến, một dòng con quyến luyến, một dòng nhớ quay về miền đời lúc mơ huyền, ánh sương linh xôn xao hai bên bờ sông sâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dòng còn quyến luyến, một dòng nhớ quay về miền đời lúc thuyền mơ. Yeah. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Và đó chính là Bình Nguyên. Xin được cảm ơn Vũ Đoàn Sắc Màu rất nhiều. Mời Nguyên qua đây. Trời ơi, tôi nghe hát giọng ốc, bây giờ tôi mới nghe là hát nổi gai ốc là bạn đó. Trời ơi, giám khảo Trấn Thành phải múa cho bạn, rồi gào thét với bạn, rồi vỗ tay với bạn. Rồi chị Minh Tuyết là không còn gì để nói không, nữa. Chị ngồi chị coi mà chị tưởng tượng là em đang hát là trời ơi, phát cho tôi cài váy. Trời ơi, phát cho tôi cài váy. Thiệt luôn đấy. Sao giờ em lại mặc vest? Mặc vest gì? Hỏi kìa, trả lời. Tại sao mặc vest không phải mặc váy? Dạ vâng ạ. Dạ thưa, thì em nghĩ rằng là có mặc vest hay là mặc váy đi chăng nữa thì cái tình cảm mà em dành cho danh ca Thái Thanh là một thứ tình cảm rất là đặc biệt, bởi vì em yêu mến danh ca Thái Thanh từ lúc nhỏ đến giờ, và đây là một bài hát tâm đắc nhất, và ngày hôm nay em quyết định chọn để thi ạ. Anh cảm xúc liền đi anh, mời anh Thành. Bạn làm một cái điều mà tôi nói là phi thường, thật sự đó là như thế. Vỗ tay. Cảm ơn ạ. Nói thật bạn, rất nhiều người nam đã hát giọng nữ, và thường á là họ sẽ hát giọng pha, và họ sẽ luôn luôn vướng cái khoảng từ giọng thật qua giọng pha. Mà bạn vẫn hát nó trôi chảy, có nghĩa là từ giọng thật bạn qua giọng pha nó rất là mượt, nó mượt tới mức độ nó không cho người ta cái cảm giác nó có khoảng cách. Và quan trọng, bạn không phải là một người học hành không, mà bạn này có áp dụng được, có nghĩa là bạn hát rất là có hồn và tinh tế nhé. Sử dụng từ là tinh tế. Có thể là nó không giống 100%, nhưng ít nhất nó cũng phải được trên 90%. Cái cách bạn vỗ tay, bạn kêu người ta vỗ tay, bạn làm rất là giống. Và thật sự, một người đàn ông mà để cái quãng giọng của mình mà lưu loát như vậy, lên xuống gần 2 quãng 8 như vậy, thật sự nó là một cái điều phi thường. Với tôi thì tôi nói là phi thường. Em xin cảm ơn bạn. Xin mời giám khảo Minh Tuyết ạ. Với một cái giọng hát nam mà hát cái giọng giả thanh như thế, mà hát một cái bài hát cái quãng rất là rộng, rất là cao, mà em hát cái nốt, cái cao độ, cái cường độ của em rất là chắc, nhất là cái nốt cao nhất á, em không có bị lép luôn ấy. Lên còn đẹp hơn nữ. Đẹp hơn lên còn đẹp hơn nữ. Nếu mà mình nói mình chấm một cái ca sĩ bình thường đi thì quá tuyệt vời luôn. Huống hồ chi là em đã có cái nét giống cô. Và hồi nãy Thành còn thiếu một cái nữa là em cũng khá rất là chắc nhịp. Tại vì gần cái đoạn cuối ấy, thì nhịp nó sẽ nhảy nhanh lên. Lúc mà em kéo cái câu gần cuối xém chút rớt nhịp, nhưng mà em bắt được vô liền. Còn nếu mấy ai mà không có nhịp chắc, hoang mang là rớt chỗ đó liền. Mà cái staccato cái đó rất là khó đó. Cái bài dòng sông đa nếp này, cái đoạn khó nhất là cái đoạn staccato đó. Mình luyện cái bài đó đó. Lấy ngón tay đút vỗ điện, đút vỗ điện, 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 điện. Trời. Nó là như vậy, hiểu không? Mà bạn làm cái đó nó rất là nhuyễn. Dĩ nhiên là không hoàn hảo, nó vẫn còn có một chút xíu chệch choạng nhỏ thôi. Nhưng mà quan trọng là cái độ tỉnh táo của bạn cực kỳ kiểm soát mọi thứ. Chị chúc mừng em trong tiết mục vừa qua. Xin được cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Mời giám khảo Hoài Nhật Nam ạ. Đúng là Bình Nguyên là đặt trong tương quan với một đối thủ cũng nặng ký khác. Nhưng mà em đã gọi là vượt qua cái rào cản về cái giới tính của cái thanh quản của người nam á, để giả một cái giọng nữ mà nữ cao nữa. Anh nghĩ là một cái tài năng á chứ đúng không? Em đã thử hát giả thanh từ bao nhiêu tuổi? Dạ xin thưa em, chỉ mới hát giả thanh cách đây được 2 năm thôi ạ. Vậy là một thời gian cũng không dài đúng không? Nhưng mà lúc mà bạn đi hát bên ngoài, em đi hát bên ngoài dạ. Là em hát giả thanh luôn hay dạ, là không em ạ. Không hát luôn? Dạ không, em đi hát ở ngoài em không hát giả thanh ạ. Em hát bằng giọng thật của mình. Đây là chương trình đầu tiên mà em tham gia và em hát giọng giả thanh luôn. Wow. Xuất sắc. Đưa trước. Dành nữa. Cho thêm hộp. Trời, ủa sao hộp bự luôn rồi?
hộp tôi lúc nào cũng bự. Trời ơi, hộp này sao? Ta lấy hộp khác. Vậy là sao hai giám khảo tự nhiên đi lấy ở đâu mà hai cái hộp bự quá trời đất tôi như thế này? Tôi cảm thấy đạo diễn Hoàng Nhật Nam, em có hộp bự cho anh. Nó nghe nè quý vị thấy thằng MC này giống gian thần trong triều đình không? Thấy nó giống nịnh thần không? Em nghĩ em làm điều đó mùa sau em sẽ được mời tiếp hả Minh Sụp? Dạ chắc chắn rồi anh ạ. Tự tin ghê. Anh Nam, nhưng mà bây giờ mình đóng vai khó khăn. Tại vì hai giám khảo Trấn Thành với giám khảo Minh Tuyết đã dơ bảng màu xanh luôn rồi. Mà cơ hội thì không phải là còn nhiều nữa. Thật ra thì các thí sinh còn lại đang chờ đợi. Vẫn là những thí sinh tốt. Vì anh là một đạo diễn, cho nên anh cũng không muốn người ta đoán quá sớm về kết cục của một bộ phim. Ngoài ra anh vẫn muốn là cho mình cũng như ban giám khảo sẽ có thời gian để bàn luận một chút nữa, cân nhắc thêm. Cho nên bây giờ anh đưa một viên màu đỏ để em chờ, không có nghĩa là không công nhận em, nhưng mà có nghĩa rằng có những thí sinh khác cũng đang rất là tốt và đang cần sự cân nhắc. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, bạn phải hiểu là đây là luật của chương trình ha. Cho nên là hy vọng rằng là bạn sẽ có cơ hội may mắn mỉm cười với bạn ở một vài phút nữa thôi. Chúng ta sẽ quay trở lại với kết quả cuối cùng của ban giám khảo. Xin được chúc mừng cho Bình Nguyên. Trong làng trời về khuya vọng tiếng lúa đêm mê. Ba cái tóc á. Quê hương tôi có con đê dài ngây ngơ, lúc tan chờ chiều xa tớ. Bếp nồng vòm tre non làn khói ấm hương thôn, vòm tre non làn khói ấm hương thôn. Ai về về có nhớ nhớ cô mình chăng? Tôi về về tôi nhớ hàm răng răng cô mình cười. Ai về về mua lấy miệng cười để riêng tôi mua lại mảnh đời thơ ngây thơ. Từ bao lâu còn ghi mãi sắc màu. Phương kết yêu nhau như lòng đại dương,
đó chính là Khánh Hòa. Vỗ tay lớn hơn nữa nữa không ạ. Xin được cảm ơn các bạn đã hỗ trợ cho Khánh Hòa trong tiết mục này. Rất là ấn tượng. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi mời các bạn đứng cạnh Khánh Hòa tí xíu. Tại vì vì đầu tư rất là công phu cho tiết mục này. Để nói rõ hơn cho ban giám khảo cũng như tất cả quý vị khán giả hiểu, đây chính là một trong những phần hát live của cố danh ca Thái Thanh. Bước ra là tôi mê cái này rồi. Tại vì tôi xem cái tiết mục này rồi. Một cái clip rất là nổi tiếng của cô Thái Thanh. Nghe cái bài này là người ta phải bấm cái clip này thôi. Mà cái bộ đồ cũng rất là giống anh Duy Quang. Anh Duy Quang là con của chú Phạm Duy. Dạ. Và có cả cô Ái Vân nữa. Dạ. Một tràng vỗ tay cho người dàn dựng. Rất là kỷ niệm. Khoái nhất là mấy cái mái tóc nha. Chính xác luôn. Làm tóc có duyên quá. Mái tóc này là được biên đạo Khoa Nguyễn kỳ công, gọi là đi sưu tầm tuyển chọn để làm thật giống. Những cái áo dài còn phải cắt làm sao đó với cầu vai để cho giống nhất so với thời xưa. Xin cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Dạ, sẵn tiện đang rất là kỷ niệm rồi, mời anh Thành chia sẻ với cái tiết mục trình diễn ngày hôm nay của Khánh Hòa luôn ạ. Hôm nay là bạn mang đến một tiết mục rất là cảm xúc với Thành. Nói gì nói, đây mới giống một tiết mục dự thi nè. Thi là phải cỡ này mới là thi nha. Đấy, ít ra là tôi thấy cái bạn nữ này là bạn ấy có một cái cảm giác là muốn hát để cho người ta nghe. Bạn cho người ta cái cảm giác là tôi muốn hát cho quý vị nghe, chứ không phải lên rồi ca ai muốn nghe nghe, đúng không? Cái đó là cái cảm giác rất quan trọng. Bạn cũng có nghiên cứu, bạn cũng có nghe những lời mà Thành góp ý lần trước. Tôi thấy bạn có cải thiện, có rất nhiều. Có vài đoạn bạn hát cũng khá là giống. Nhưng mà khen rồi thì bây giờ cũng phải cho bạn thêm những cái đóng góp, để lần sau nếu bạn có vào vòng trong thì bạn sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ bạn là một thí sinh có tiềm năng. Nhưng không khéo á, bạn mà không nghiên cứu kỹ á, thì bạn sẽ không tiến bộ. Là bởi vì Thành thấy bạn có vài cái khuyết điểm về cả hát của chính bạn luôn á. Có nghĩa là nếu mai mốt bạn đi hát mà bạn không để ý những cái đó, nó sẽ là khuyết điểm của bạn khi đi ca hát. Thành chỉ chia sẻ thôi ha, những gì mà Thành nghe Thành cảm nhận được thôi. Cô Thái Thanh cổ hát, cái giọng cổ là giọng kim, giọng ốc, nhưng mà cổ hát phát âm rất tròn vành rõ chữ. Cổ sẽ ngân bằng nguyên âm, nhưng sau khi ngân bằng nguyên âm xong thì cổ sẽ đóng lại bằng phụ âm cuối. Thành để ý bạn hơi quên để ý đóng âm. Những cái âm đóng á, bạn hát bạn không có khép miệng lại, cho nên nó không hết cái chữ. Bạn là ai ai. Còn nếu như cái chữ ai á, bạn muốn nó hay á, bạn phải là ai về ai. Khẩu hình nó phải tròn trước, sau đó nó mới đóng cái chữ y lại. Bạn hiểu tôi nói không? Là ai về có nhớ nhớ. Chứ không phải là nhớ nhớ nhớ, mà là nhớ. Thì nó có cái khoang, có cái khoang miệng thì cái chữ ơ bạn mới tròn được. Bớt đẩy lên đây. Bạn đang đẩy lên đây nhiều quá. Thế Thành là giống như là nó hơi bị stress á. Ai ai nó làm trên đâu trên này không à nè. Mình nghe lại cô Thái Thanh ấy, cổ vẫn có cái giọng ở bên trong nha. Dạ. Cái là ai, nó vẫn nghe chữ ai đàng hoàng nhưng mà cổ đãi ra thôi. Cái cảm giác nó sẽ hay hơn nhiều. Dạ, xin được cảm ơn giáo khảo Trấn Thành. Cảm ơn anh Trấn Thành. Góp ý thêm cho bạn tốt hơn thôi. Chị Minh Tuyết thì sao ạ? Hồi nãy giờ về nói về hát rồi, vậy mình không nói về hát nữa. Mình đã đi vô tới vòng này, mình cần cái gì? Mình cần một cái sự thu hút, cần cả giọng hát lẫn cách trình diễn để thu hút khán giả. Và đó là tố chất thành công của một ngôi sao. Thì mình thấy ở bạn có cái điều đó trong bài hát này. Bạn làm rất tốt. Xem cái clip của Thái Thanh ấy, cô không cười tươi nhưng mà cái miệng của cổ hát lúc nào cũng như đang nhoẻn miệng cười. Và bạn đã làm được cái điều đó trong cái cử chỉ bạn đưa ra, bạn diễn tả, cái ánh mắt của bạn đi theo rất có hồn, khoan thai lắm. Rất là khoan thai. Cái tinh thần như cô Thái Thanh, bạn có được cái điều đó. Chúc mừng bạn. Xin được cảm ơn chị Tuyết. Nếu mà mình nhớ không lầm thì những cái vòng trước là cô này cổ thể hiện cái tình yêu của cổ quá nhiều dành cho cô Thái Thanh rồi đúng không ạ? Thì chị có nói đó, có nghĩa là khi bạn bắt chước một thần tượng, bạn thuộc cả, mình gọi nó nôm na đường đi lối về đấy. Mình thuộc rồi, chứ không phải là khi mình bước ra sân khấu mình phải suy nghĩ là à lúc đó cái thần tượng mình họ làm cái gì. Trong lúc mình suy nghĩ là mình đã chậm hết một nhịp rồi. Nó đã phải ăn sâu vô trong mình. Chiến thắng được ca sĩ thần tượng thì cái thần tượng đó phải ăn sâu vào trong mình. Cái cách đi đứng nói chuyện làm được điều đó là bởi vì bạn quá yêu thần tượng của mình. Đúng. Cái yêu á, cái yêu mới là quan trọng. Xin được cảm ơn chị Minh Tuyết. Xin được mời giám khảo Hoa Nhật Nam. Nói về những cái ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy một chút, thì đây là
một cái bản nằm trong chuỗi những cái bài hát viết về chủ đề về quê hương, và nó mang những cái sắc màu dân gian và âm hưởng dân ca rất là dễ thương. Theo như ông gọi là những cái bài dân ca mới đó, những cái bài này thì đối với riêng Nam thì nó có rất nhiều kỷ niệm, bởi vì hồi nhỏ là mẹ Nam rất là thích cô Thái Thanh, và có một cái vinh dự đó là mẹ Nam hồi còn cái thuở mà đi học ở trường ở Huế, Đại học Sư phạm Huế, nằm trong cái dàn hợp xướng mà do nhạc sĩ Phạm Duy gom các cái học trò, các cái sinh viên lại, rồi sau đó là chỉ đạo, rồi hướng dẫn hát các cái bài trường ca. Mẹ của Hoàng Nhạc Nam cũng là người được góp mặt trong cái dàn đồng ca đó, cho nên là nghe những bài này á, là nhạc vừa vang lên rồi cái giọng ca của cô vang lên rất là thấy thân thương. Và đối với Khánh Hòa hôm nay á, mặc một cái chiếc áo nhuốm màu thời gian, bình thường anh biết rằng là Khánh Hòa cũng là một cái người có cái năng lượng bên trong nhiều lắm, có cái gì đó cũng hơi nhí nhảnh, có hơi tinh nghịch và cũng hóm hỉnh nữa, cho nên là những cái vòng đầu thì năng lượng của Khánh Hòa tỏa ra hơi bị nhiều. Nhưng mà trong cái tiết mục ngày hôm nay với cái chiếc áo xưa như thế này, có một cái gì đó hát về quê hương nó cũng có cái sự tự hào, một cái hoài niệm, nỗi nhớ về quê hương rất là da diết. Trong đó cũng có sự hào sảng, có những cái đoạn điệp khúc rất là hân hoan. Những cái tình cảm đó nó được phân bổ trong bài hát, nó cũng đều đặn. Và đặc biệt là ánh mắt khác với Khánh Hòa đời thường, ánh mắt liêu trai, ánh mắt mà cô Thái Thanh hay là cô Ý Lan á, là lên sân khấu rất thường dùng ánh mắt đó để kể những cái câu chuyện. Thì anh cũng chúc là Khánh Hòa sẽ thành công hơn nữa với cái việc hóa thân này và đem đến nhiều cái cung bậc cảm xúc hơn cho khán giả. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin được cảm ơn giám khảo Hòa Nhật Nam. Hy vọng rằng là sẽ có ba cái hộp màu xanh lá cây xuất hiện trong phần bình chọn này. Hay là bây giờ mình muốn dơ cùng lúc không ạ? Để cho coi thử là các anh chị có giống nhau hay không. Tôi đề nghị là MC có được đây nói trước. Đây là cái cách mà MC muốn nó được diễn ra, Tuyết hiểu không? Dạ. Hướng được. Không, MC không được quyền hướng giám khảo đi. Ủa, làm sao biết tụi tôi dơ ba cái màu xanh mà làm gì mà hướng? Vậy thôi lỗi em, dạ. Không cho MC được toại nguyện. 1, 2, 3. Trời ơi. Ủa, thay đổi. Dạ, vỗ tay. Chúc mừng cho Khánh Hòa. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn ba vị ban giám khảo và những cái lời chia sẻ rất là thân tình, rất là tận tụy ngày hôm nay. Em cảm ơn rất là nhiều. Dạ, chúc mừng cho bạn. Chắc chắn bạn sẽ có một tấm vé bước vào vòng trong rồi. Nhưng mà hãy ghi nhớ nhận xét của ban giám khảo nha. Và chúc cho bạn sẽ có thật là nhiều sự ấn tượng hơn nữa với danh ca Thái Thanh. Một tràng hỗ tay cho Khánh Hòa. Cảm ơn bạn. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã trải qua phần dự thi của 3 bạn thí sinh trong vòng thi tranh đấu tối ngày hôm nay. Vẫn còn 4 bạn thí sinh nữa ở tuần sau. Quý vị thân mến, vì thời lượng chương trình khép lại tại đây rồi, cho nên là hẹn gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ quen thuộc của chương trình. Đó chính là 21 giờ ngày thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và chúng tôi sẽ phát sóng lại vào lúc 13 giờ trưa ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình ca sĩ thần tượng mùa thứ 4 do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng. Còn bây giờ, Minh Sùi xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau. Ba tiết mục đầu tiên chắc chắn đã ghi dấu ấn khó quên với giám khảo cũng như khán giả chương trình ca sĩ thần tượng. Đã có 2 thí sinh đầu tiên nhận được cả 3 viên kim cương xanh của 3 vị giám khảo. Đón xem những màn tranh đấu gây cấn của các thí sinh ca sĩ thần tượng để biết được ai dừng lại và ai đi tiếp trong tập 12 chương trình ca sĩ thần tượng. Được phát sóng lúc 21 giờ tối thứ bảy ngày 5 tháng 6 năm 2021 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Tôi nhớ người em vì già.
gặp bên chợ Đông Ba. Lần ghé miền Trung yêu thương, theo chuyến đò xuôi ngược dòng hương. Non lá che khuất mắt biếc, cặp sách sớm trưa chiều, đi học đồng khành qua cầu Trường Tiền. Ôi tà áo trắng tóc thề sẽ xưa. Trung qua chợ Đông Ba để thấy người em năm xưa, buông mái chèo xuôi ngược dòng hương, để nhớ về ánh mắt biếc, để có những đêm dài không còn lẻ bồng, không lạnh vào hồn, không buồn không nhớ lúc trời sang đông. Để nhớ về ánh mắt biếc, để có những đêm dài không còn lẻ bồng, không lạnh vào hồn, không buồn không nhớ lúc trời sáng. Và đó là Vũ Công Tuấn. Ngày hôm nay chúng ta không còn thấy Vũ Công Tuấn lịch lãm với những bộ vest thon nữa, mà là một chiếc áo dài. Chúng ta hãy cùng xem ban nhạc dành cho bạn bao nhiêu điểm. Xin mời. Wow. Có một điểm 9 duy nhất đến từ anh Hoàng Bách. Khanh xin mời anh Bách. Với tư cách là một ca sĩ thì Bách nghĩ đây là một bài hát khó. Và Bách không đánh giá đây đang là một phần thi mà là một phần trình diễn. Bạn ấy đưa Bách về Huế thực sự là vậy. Đôi khi hát không phải là cứ phải khoe thật là nhiều kỹ thuật, phải khoe những cái nốt quá chót vót, cái hơi quá dài. Thì hôm nay Tuấn đang làm rất là tốt, bởi vì bạn ấy giữ được cái phần tĩnh trong cái hơi của mình và lên xuống rất là đầy đủ. Cái tình cảm cũng căng đầy trong cái bài hát này, đúng cái cách mà Bách hiểu về một bài hát mang âm hưởng Huế. Đây là phần trình diễn Bách thích nhất từ đầu đến giờ. Đây là phần này. Dạ thì em xin cảm ơn anh Bách rất là nhiều. Anh Bách đã cho em số điểm rất là cao. Tuấn ơi, nếu Khanh nhớ không nhầm là bạn là một trong rất ít thí sinh từ đầu chương trình đến giờ mà anh Bách anh khen từ đầu đến cuối như vậy. Xin mời anh Thanh Thảo. Cái đoạn đầu của em thì em làm rất là tốt. Nhưng mà khi mà em thể hiện cái bài này, anh chưa có cảm được cái cảm xúc nó chưa có được đong đầy. Bài này em chưa có đặt một cái điểm nhấn cho nó thật là rõ để cho người ta có thể thổn thức. Dạ cảm ơn anh Thảo ạ. Chúng ta cùng nghe nhạc trưởng Minh Khang chia sẻ. Theo tôi nghĩ anh Bách cũng đúng và anh Thảo cũng đúng. Anh Bách đúng khí cạnh một người ca sĩ, là những cái hò Huế, những cái ngũ cung hát cực kỳ khó. Còn đứng với cái cạnh mà của anh Thảo ở đây thì đúng, nhưng mà những cái đoạn đầu, cái hò đầu tiên em chưa thực sự tập trung. Em hò nó chệch ra nhịp và nó lạc kể cả giọng. Và sau khi đó em bắt vào tôi rằng ơi là em nghĩ quá nhiều đi, và em làm tuột cảm xúc cho đó. Cái giây đầu tiên là phải lấy được cảm xúc liền. Thôi cố gắng lên. Bây giờ chúng ta xem tổng số điểm của Vũ Công Tuấn là bao nhiêu nhé. Xin mời. 66 điểm. Và thứ hạng hiện tại của Vũ Công Tuấn là, wow, bạn đang đồng hạng 3 với Khắc Minh, Trúc Lai và Phạm An Tuyên. Bây giờ hãy cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo. Đầu tiên Khanh xin mời cô Phương Dục. Cái thứ nhất tôi không đồng ý với ông nhạc trưởng nói là hò không đúng.
Câu ni hò rất đúng phải không? Đúng rồi. Máy đầy của người Huế. Chồng tôi là người Huế. Con đồng ý với cô. Hát đúng với giọng miền Trung. Ờ ni cái không nói là cái giọng ngắm nó không đụng, chưa có mượt, chưa có ngọt, ngọt ngào. Không, hay rồi. Nó dài như vậy. Nhưng còn thiếu cái ngược ở đây là cái gì? Cái nuance, cái lớn nhỏ. Cô như bản thân cô Dung vừa rồi hát á, cô hát có nuance. Thả nhỏ. Bạn thí sinh chưa được cái nuance ở chỗ đó. Nhưng mà cho con người ta 6 điểm là quá hẹp hòi. Đúng chứ sao. Quý vị có thấy bây giờ mới thấy là ban giám khảo là dễ tính hơn ban nhạc không ạ? Cái điểm 6 này nó hơi trong ban nhạc này có 3 người dễ thương thôi. Thứ nhất là Hoàng Bách, thứ hai là ông Thanh đánh trống, thứ ba là Thanh Phong. Là dễ thương hồi nào cho điểm cũng cao. Như vậy thì với phần thể hiện này theo cô là như thế nào ạ? Rất tốt. Ban nhạc chơi rất hay. Cái hò máy đẩy em vào rất là tốt. Cô tưởng là Mi là người Huế. Cảm ơn em. Anh mời anh Duy chơi Vũ. Vũ cũng đồng ý với lại cô Phương Dung. Có lẽ là ở trên đó mình nghe hoặc là mình sẽ không cảm nhận được rõ bằng Vũ và cô Phương Dung với chị Phi Nhung khi mà ngồi trực diện, và cái loa nó cũng thẳng vô lỗ tai của mình như thế này một cách hoàn hảo nhất. Cho nên là đối với Vũ á, là khi cái câu hò đó là đã lấy được điểm rồi, Vũ nghe là Vũ không có thấy có một cái sự sai gì nhiều hết. Nếu như mà mình nghe mà mình bị lệch thì Vũ nghĩ là điểm 7 cũng đã hợp lý rồi. Điểm 6 này Vũ nghĩ hai anh hơi hẹp hòi tí xíu. Vũ ơi em không hiểu rồi, hai ông kia là cua con gái người Huế mà không có được nên bại. Bây giờ là bị ám ảnh bởi nhạc Huế. Nói chung đối với Vũ là đây là một tiết mục rất là tốt và chuyển tải được cái hồn Huế vào trong cái cả khúc này. Đúng không cô? Thế vậy đó. Chị rất là đồng ý cái cách góp ý kiến của anh Bách. Em hát nó rất là bình tĩnh, nó rất là sang trọng. Và câu hỏi nghe vô cũng dễ thương. Mà nghe em hát thấy nó thoải mái lắm. Một lần nữa cảm ơn ba thành viên trong ban giám khảo rất nhiều. Và chúc mừng Vũ Công Tuấn đã hoàn thành phần dự thi của mình. Con xin cảm ơn cô Dung. Cô Dung đã bênh vực cho con. Em cũng xin cảm ơn anh Vũ và chị Nhung rất nhiều. Ngày hôm nay tất cả các bạn thí sinh đã hoàn thành rất tốt phần dự thi của mình và An Tuyên cũng vậy. Bây giờ sẽ là thời gian để các thành viên trong ban nhạc chấm điểm. Xin mời. Và bây giờ sẽ là những chia sẻ của anh Khoa. Bài này thật ra em hát an toàn quá. Thứ hai em cũng có rất là dù nó thấp của em nó không có được tốt. Cái đoạn B của em xử lý không ra. Với lại cái đoạn cuối cùng sao em tự nhiên em nhảy lên cái nốt đó chi vậy? Em bị trừ cái nốt đó nhiều lắm á. Dạ. Bảo đảm ở trong đây có nhiều người trừ em cái nốt đó. Có thể anh Khoa có trừ điểm nốt đó không ạ? Phải trừ chứ. Đã hát nhẹ như vậy rồi tới đoạn đó đừng có lên cái chỗ đó nó không có giống ai. Nhưng mà nói chung em hát vậy là hôm nay là có phần trình diễn em cũng tương đối tốt. Cảm ơn anh Khoa. Cái bài hát em trình bày theo thấy thì vẫn an toàn. Có những cái nốt trầm của em xuống anh chưa có thỏa mãn. Cảm ơn Minh Kha. Không có bài dễ hay khó, chỉ có là người có trình độ xử lý cho nó làm sao hay hay là dở. Thì chị thấy hôm nay em xử lý bài thực ra là rất tròn trịa. Đúng là nằm trong cái vùng an toàn của em. Thế nhưng ở trong vòng này thì tất cả các anh các chị đều kỳ vọng vô em. Bởi vì em có một cái giọng rất là đẹp. Cho nên đôi khi cái sự kỳ vọng nhiều quá làm cho người ta cảm thấy thất vọng. Do đó là chị nghĩ rằng là nếu em còn có thể đi được vào trong vòng trong nữa thì hãy bùng nổ hết sức mình, hãy làm tất cả những gì mình muốn. Chị chỉ chia sẻ với thôi. Cảm ơn chị Phượng. Cảm ơn chị ạ. Khanh xin mời anh Thanh Thảo ạ. Ở đây anh có hai phần, phần nghe và phần nhìn. Phần nhìn thì anh cho em thêm một điểm về phần nhìn. Hôm nay em có một cái đầm rất đẹp, nghe cái màu anh rất thích. Dạ.
Về phần nghe thì anh nghe nó có cái độ ngọt giống như em rót mật vào tai á. Chúng ta cùng xem tổng số điểm của Phạm An Tuyên, xin mời. 76 điểm, thứ hạng hiện tại của Phạm An Tuyên là bạn đang xếp ở vị trí thứ 6. Đây chưa phải là kết quả cuối cùng. Hãy cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo. Con xin mời cô Phương Dung ạ. Cái bài Chuyện Tình Không Suy Tư của Tâm Anh, một trong những bài nổi tiếng, trữ tình tự sự. Thành ra em phải biết chia để em hát, giống như mình đang kể cái chuyện của mình. Ai khóc cho em đêm nay, ai khóc cho anh ngày mai. Đó, đại khái cái câu đó. Cái câu đó là cái câu ăn tiền nhất. Bữa nay Tuyên hát không bằng mấy cái kỳ trước, nhưng mà dù sao đi vào vòng này rồi, tất cả các em đều hay. Rất khó cho ban giám khảo khi mà chấm các em. Đó là chia sẻ của giám khảo Phương Dung. Chúng ta cùng nghe nghệ sĩ Chí Tài chia sẻ. Em có một cái giọng rất là nội lực và kỹ thuật. Hình như anh có góp ý em là mình hát cho nó đơn giản đi. Nhưng em nên nhớ một điều, tùy theo cái hòa âm. Cái hòa âm hôm nay nếu mà em biết khéo xử lý, biết sử dụng cái cảm xúc của mình, thì cái bài hát này bữa nay em là tuyệt vời luôn. Tại một cái hòa âm này rất là nhẹ nhàng, rất dễ cho em để phô trương cái giọng của em và cái cảm xúc của em. Em là tình yêu mới vừa hôm qua mà nay nó cứ dày dày, nó không có cao trào. Có những lúc em phải kể lể, em phải nghiên cứu cái đó. Quan trọng cái hòa âm. Anh nhắc em vậy thôi. Cảm ơn em. Cảm ơn nghệ sĩ Chí Tài ạ. Khi mà một cái bài hát nó hoàn toàn mới đối với Tuyên thì nó cũng sẽ tác động một phần đến cái phần trình diễn của mình. Và có thể đó là những cái mà Tuyên chưa hoàn hảo, thì đó là những cái lời góp ý rất là đúng mà An Tuyên cần phải xem xét để mà mình tốt hơn trong những cái con đường nghề nghiệp tiếp theo của mình. Đăng Nguyên xin kính chào toàn thể quý vị. Đêm nay Đăng Nguyên sẽ dự thi một tuyệt phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, ca khúc Đêm Đông. Tuyệt phẩm này được ra đời vào mùa đông năm 1939, khi nhạc sĩ là nhân vật chính trong câu chuyện của mình, đang ở một nơi đất khách và không có đủ tiền để mua vé tàu về đoàn tụ với gia đình trong đêm giao thừa. Nỗi nhớ nhà và sự đồng cảm với những thân phận tha phương như mình đã được tác giả đưa vào Đêm Đông. Và với tài năng thiên bẩm, Đêm Đông đó đã trở nên bất hủ. Bây giờ đây là Đêm Đông với phần dự thi của Đăng Nguyên và sự hỗ trợ từ ban nhạc. Chiều chưa đi, màn đêm rơi xuống, đâu đây buông lững lờ tiếng chuông, đôi cánh chim bâng khuâng rã rời, cùng mây xám về ngang lưng trời. Thời gian như ngừng trong tê tái, cây chun lá cuốn theo chiều mây, mưa giăng mắt nhớ nhung. Buồn lòng chinh phu đêm đông, bên sông ngân ngơ kìa ai mong chờ.
gió nghiêng chiều say, gió lay ngàn cây, gió ngân thuyền bay, gió reo sầu miên, gió đâu niềm riêng, gió than triền miên. Đêm đông ôi ta nhớ nhung đường về xa xa, đêm đông ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương, đêm đông ta lỡ bước trong phong trần tha vương, có ai thấu tình cô lữ đêm đông không nhà, một ca khúc rất tuyệt vời. Bây giờ chúng ta cùng xem ban nhạc cho bạn bao nhiêu điểm nhé. Xin mời. Xin mời anh Tấn Phong ạ. Hôm nay em hát không bằng mấy bữa trước. Chắc nhiều khi do tâm lý, cái khúc đầu có một hai chỗ nó chưa được hay lắm. Cảm ơn anh Phong ạ. Xin mời anh Khoa ạ. Đúng ra là em điểm hôm nay em rất là cao đó chứ. Đoạn đầu tự nhiên rớt ở chỗ không đáng rớt. Anh thì hơi tiếc, nhưng mà anh thấy bài này có nhiều đoạn nó cũng căng quá, hơi khó cho em, thì anh khuyến khích em một điểm. Anh cũng hy vọng là em sẽ cố gắng hơn. Cảm ơn anh Khoa ạ. Chúng ta cùng nghe ý kiến của nhạc trưởng Minh Khang. Thực sự tuần này là em hát khớp, nhưng mà phải cộng cho em một cái điểm nữa là em đã lên tới nốt xí. Khó lắm, cái nốt này khó lắm. Điểm chính đó. Không là... Các anh ban nhạc em đã du di cái phần nhịp chệch chặt tí xíu. Thì mong em lát nữa nếu mà có hát thể lại thử thách thì em sẽ làm hết sức cho anh vô thở lỏng ra. Cảm ơn những chia sẻ của ban nhạc. Không sao Đăng Nguyên, đây chỉ là phần dự thi đầu tiên của bạn trong đêm nay. Bây giờ hãy cùng xem tổng số điểm của Đăng Nguyên hiện tại là 76 điểm. Đăng Nguyên là một nhân tố mà cô rất thích trong chương trình ban nhạc Quyền Năng. Giọng rất tốt. Nãy tôi rình nha, chiều chưa đi màn đêm rơi xuống là đúng y như của ông Nguyễn Văn Thương. Rơi là nó xuống liền, đúng y như vậy. Rất tuyệt vời, cố gắng lên tại vì mình còn một phần thử thách nữa Nguyên. Dạ vâng. Hồi nãy có thể ban nhạc không có thấy được cái sắc thái của Nguyên khi mà hát ngay cái đoạn mà bị chệch choạng về nhịp. Nhưng mà theo Vũ ngồi ở dưới đây Vũ quan sát thì ở trên sắc mặt của Nguyên không có cho thấy một cái sự lúng túng nào, hoặc là cho thấy là mình đang phải tìm cái nhịp để mà vô lại cho đúng. Rất bản lĩnh. Rất bản lĩnh. Cho nên đó là lý do tại sao mà trong cái đoạn cuối Vũ biết là bạn bị sai nhịp, nhưng mà Vũ vẫn đứng lên, Vũ vỗ tay. Cảm ơn mời giám khảo ạ. Bây giờ ca khúc thử thách của ban nhạc dành cho bạn là ca khúc Con Gái. Bạn sẽ lùi vào trong và chuẩn bị cho phần thử thách này nhé. Tình yêu là món quà của tạo hóa, nhưng đó cũng là một trò chơi. Nó khiến ta hạnh phúc đến dâng trào, nhưng cũng khiến ta đau khổ đến tuyệt vọng. Và sau đây chúng ta xin mời mọi người lắng nghe một ca khúc rất quen thuộc và được thể hiện lại với một phong cách mới. Ca khúc này nói về một tình yêu không được trọn vẹn, một trái tim không được đáp đền, và khiến tình yêu đó bị nhốt trong ngục tù của mối tình tuyệt vọng. Ca khúc được mang tên Trái Tim Ngục Tù, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy, hòa âm phối khí nhạc sĩ Minh Khang, và được sự hỗ trợ của ban nhạc Quyền Năng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trái tim ngục tù, em yêu
đến khi lá bay em đã một mình ngồi một mình bâng quâng, chẳng hiểu vì sao đời mình mãi lao đao. Xuân đến rồi đi, ngày ta nắng ấm, anh đến rồi đi, những cơn sóng ngầm. Em đã một lần được biết yêu anh, để bây giờ chỉ biết yêu anh một mình. Trái tim ngược tua, trái tim ngược tua. Em yêu anh đến ngàn thu. Trái tim ngược tua, trái tim ngược tua. Em yêu anh đến ngàn thu. Đến bao giờ em tự hỏi, đến bao giờ em mới quên được anh. Một sáng tác rất nổi tiếng của Đức Huy, Trái tim ngục tù. Quá tuyệt vời. Chúng ta hãy cùng xem ban nhạc cho bạn bao nhiêu điểm nha. 1, 2, 3. Xoay lại. Chúng ta hãy cùng nghe chia sẻ của anh Khoa. Hôm nay em hát tốt. Hôm nay em xử lý được cái đoạn phiêu á. Hát như vậy quá cũng kinh khủng lắm rồi. Hôm nay cho em 1 điểm 10. Hôm nay em trình bày cái ca khúc này rất tuyệt vời. Khúc cuối của em, em khá là khỏi cả bà Trái tim ngục tù của em. Trái tim của em bây giờ là bay luôn rồi, nó thoát luôn, bay cao lắm chứ không còn ở trong tù nữa. Chúc mừng em. Em cảm ơn anh Khang rất là nhiều. Chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm của ban nhạc dành cho Trúc Lai. 85 điểm. Và thứ hạng hiện tại của Trúc Lai là vị trí đầu tiên. Bây giờ sẽ là chia sẻ của anh Chí Tài ạ. Trước hết là phải cảm ơn ông Minh Khang, ông hòa âm cái bài này, ngồi dưới đây còn thấy ông muốn xỉu mà. Nhưng Minh Khang hòa âm mà không có nhạc sĩ giỏi quánh mà có hồn cũng không chưa hay đâu. Một tràng pháo tay cho ban nhạc quyền năng đi. Dạ em, hát bài này rất lạ. Mới đầu vô nghe mấy câu đầu thấy cũng bình thường. Từ từ tới đoạn cuối là nín thở luôn. Hay lắm, cảm ơn em. Anh xin mời Dư Triệu Vũ. Thì hồi giờ đã biết Trúc Lai hát cao rồi mà hôm nay hình như em lên còn cao hơn bình thường nữa. Cái bài hát này em mang được cái sự ma mị cũng như là cái sự khắc khoải rồi cái sự mà tuyệt vọng ở trong cái câu chuyện này. Cảm ơn ban nhạc hôm nay đã mang cái màu gần như là Phantom of the Opera vô đây vậy đó. Và cái tiếng violin nghe đã lắm. Thank you mọi người, một cái phần trình diễn quá tuyệt vời. Dạ, cảm ơn ban giám khảo ạ. Và ca khúc thử thách tiếp theo của ban nhạc dành cho Trúc Lai, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, đó là ca khúc Tình là sợi tơ. Một lần nữa cảm ơn Trúc Lai. Mưa
ngày anh ra hình mang theo trái tim ai bao buồn đau bỏ đi rất xa quê nhà nơi có nhiều hơn ghen đôi ta để chẳng còn ai xót thương duyên tình của đôi mình ngày sau đâu anh ơi ai đã từng không vì yêu xin hãy yêu nhau thật nhiều xin hãy yêu nhau thật nhiều những ai được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu đang sống trong tình nhưng đã mất đi người yêu. Khi con tim mãi trót trao ai tình yêu đầu, xin đừng đừng theo nỗi xót xa theo sầu trên yêu thương. Chiều đêm xót xa theo sầu trên yêu thương. Khi con tim mãi chót trao ai tình yêu đầu, xin đừng đem nỗi xót xa gieo sầu trên yêu thương. Anh mang xót xa mang sầu trên yêu. Và đó là Trúc Lai. Wow, Trúc Lai ơi, tại sao cứ luôn hát hay như thế này mà còn xinh đẹp nữa, ai mà chịu nổi hả? Bây giờ hãy cùng xem ban nhạc cho bạn bao nhiêu điểm nhé. 1, 2, 3, xin mời. Wow, xin mời nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng ạ. Thật sự lâu lắm rồi mới cảm thấy sung sướng như vậy. Nghe lại cái bài này, một cái bài rất là nổi tiếng, mang rất là nhiều tâm trạng. Và cái phần bè của Bách cũng hay nữa, nghe quá thích thú đi. Cho nên là Phượng thấy điểm 10 không có gì là quá đáng hết. Chia cho anh nha, chia cho anh nha. Tuy nhiên là có thể em nghe bài này quá nhiều một người khác hát, cho nên là đôi lúc chị không nhận ra giọng Trúc Lai mà chị nhận ra giọng của một người khác. Em có cá tính riêng của em và em có một cái giọng đặc biệt không giống ai hết. Nên làm sao để mình có thể giữ được cái riêng của mình mà đừng để lẫn vào người khác. Thật sự cái nhận xét của chị Hải Phượng có một cái phần đúng. Cái nốt trầm của em mới đầu thì em đang bị nghẹn, kiểu như là buồn á, nên là khi hát cái cảm giác nó út nghẹn. Nhưng mà thực tế là em không hề làm giống chị Phương Thanh. Cảm ơn chị Phượng ạ. Thanh xin mời anh Hoàng Bách. Em đồng ý với chị Phượng là cái đoạn đầu á thì anh thấy là em có nức nở, nó hơi giống bà chị thân của anh một chút. Nhưng rất là may, bắt đầu từ khoảng những cái đoạn sau thì em làm rất tốt và nó hoàn toàn mang cái tình cảm của em, mang cái nỗi buồn của em. Hôm nay nhìn mặt em rất là thảm và nó rất là hợp với cái bài này. Hôm nay là sao? Như thế nào? Tình yêu là như thế nào? Đúng rồi, tại sao có chuyện buồn nãy bạn anh mới nói? Anh ấy lấy vợ mới rồi hay là như thế nào? Dạ, thật sự là người yêu em chia tay em. Và người ta có một cái cuộc tình mới. Anh chia buồn với cậu đó luôn. Em thích thì anh có cả một đội banh ở bên cạnh mình. Từ 1m6 cho đến 1m85 đầy đủ hết. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Hoàng Bách ạ. Khanh mời anh Minh Kha ạ. Ca khúc này đó, cái nốt xuống của em á, khúc đầu hát nó chưa có tròn chữ. Phần sau của em rất là tốt. Giống như vậy trước nhắc em á,
là phải bộc hết ra và có một cái gì đó điên điên và có phá cách ra, và em đã làm được cái điều đó. Anh rất thích. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn Minh Kha. Chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm của Trúc Lai là bao nhiêu. Xin mời. 82 điểm. Và thứ hạng hiện tại của Trúc Lai là bạn đang đứng ở vị trí thứ hai. Bây giờ sẽ là những chia sẻ của các thành viên trong ban giám khảo. Dạ, con mời cô Phương Dung ạ. Với cái giọng hát và khủng khiếp như vậy, dưới này á, ba người này vừa chắc lưỡi, vừa khen. Một cái giọng hát cao vút nhưng mà không có ráng. Và với một cái sắc vóc như vậy thì thanh sắc em có đủ hết rồi. Em chỉ còn cần một cái bài hợp với mình để tỏa sáng và làm thành danh cái tên Trúc Lai của em. Đó là những chia sẻ của giám khảo Phương Dung. Hát chính bằng giọng của mình thì nó sẽ là cái hay, cũng như chị Phượng nói, nên như vậy, đừng có hát giống người khác. Và gương mặt lúc nào cũng gây ấn tượng với anh hết. Nhưng mà phải cảm ơn Bách hát bè hay quá. Hỗ trợ hơn nữa. Mọi người không biết hả, người mà trùm bè là Chí Tài. Tất cả những cái bài hát mà khó nhất là toàn là Chí Tài bè không? Mê anh lắm. Biết bè luôn. Mê lắm. Nhất là nhạc của chị Phi Nhung. Phải xin lên mà không cho. Hình như em hát cho chính cái tâm sự của mình, cho nên là mọi người ở dưới đây nổi da gà, bắt đầu cảm thấy hứng khởi bởi cái câu chuyện của em. Bởi cái sự đau khổ, chứ không phải câu chuyện. Nó đau khổ mới hát được vậy chứ. Nhưng mà cái đau khổ này là một cái rất cần thiết cho em ngay lúc này. Đôi lúc mình phải cần có nước mắt mình mới biết hạnh phúc là gì. Em đẹp như thế này, hát hay như thế này thì chắc chắn là tiếc. Em biết cách nào làm cho người ta tiếc nhiều nhất không? Lúc nào mình cũng phải hạnh phúc hơn người ta. Anh Vũ ơi, đôi khi những lời khen lại khiến người ta rất khóc mà. Khóc cho vui đi, rồi xong rồi ngưng. Vậy đi. Cảm ơn mời giám khảo. Chúc mừng Trúc Lai. Lùng sáng em khôi nhớ.
thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Bây giờ tôi chẳng còn tiếng trong nhân gian có kẻ chúng tình. Tôi giận tôi đã ngây thơ, đem tình yêu hiến dâng cho người hết, nên giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoái mặt mà đi. Nên giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoái mặt. Yến Nhi thân mến, bạn là thí sinh cao điểm nhất 2 tuần liên tục và ngày hôm nay bạn có sẵn 10 điểm được cộng từ tuần trước. Chúng ta cùng xoay lại xem ban nhạc cho bạn bao nhiêu điểm nha. 1, 2, 3. Chúng ta cùng nghe chia sẻ của anh Thanh Thảo. Cái bài hát này em hát nó thiên về cái giọng người miền Trung quá. Có phát âm á em cái không đúng chất của cái bài này. Mà rồi về sau là em bỏ một cái nốt sai, rất là sai luôn. Em muốn đổi sang một tí, mặc dù em biết là em đổi là một cái sự mạo hiểm nhưng mà em muốn làm khác đi. Yêu thương như nước trôi qua cầu, như đàn trôi cùng sâu. Chị không có đồng ý với lại cái câu của anh Thảo nói, bởi vì thật ra là em xử lý bài này rất là tốt. Khi mà em đang hát, em chỉ cần luyến một nốt thôi, nó qua một cái vùng miền khác, nó qua một cái hệ thống thang âm khác. Chính cái nốt đó đó, ban nhạc cảm giác giống như là em hát sai. Em làm nhiều người bất ngờ cho nên là cái điểm của em không được cao. Cảm ơn các thành viên trong ban nhạc. Chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm của Yến Nhi là 70 điểm. Với số điểm này chúng ta cộng thêm 10 điểm của tuần trước. Số điểm hiện tại của Yến Nhi là 80 điểm. Dòng nhạc này Nhi chỉ mới tiếp xúc và mới trải nghiệm mình với nó thôi. Cảm ơn ban nhạc đã xí xóa được một tí và cho Nhi một số điểm cũng tương đối ổn. Nhi sẽ cố gắng hơn. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của nghệ sĩ Chí Tài ạ. Giọng em rất là nhẹ nhàng, rót vô lòng người ta. Về cái nốt đổi đó, mấy nhạc sĩ nói đúng, cái nốt cũ nó hay hơn. Ta nghe quen rồi. Anh biết là thường thường những người hát đầu tiên lúc nào bị áp lực, mà em làm gì là tốt lắm rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn nghệ sĩ Chí Tài ạ. Còn Dương Chị Vũ thì sao ạ? Nguyên cái bài này em không có phô, không trên, không có bị hụt hơi một cái chỗ nào hết. Nhưng mà cái không hoàn hảo chính là cái sự bất ngờ. Đây là một cái tiết mục anh rất là thích. Cảm ơn em Yến Nhi. Cô Phương Dung ạ. Cô có lời khen. Em đã thông minh. Em đã dùng hai câu thơ của hai sắc hoa Tigon để dẫn vào cái bài hát này. Rất là xuất sắc. Con cảm ơn cô ạ. Cảm ơn giám khảo Phương Dung ạ. Một lần nữa cảm ơn tất cả các thành viên trong ban giám khảo và ban nhạc rất nhiều. Và cảm ơn Yến Nhi. Hy vọng rằng bạn sẽ gây được ấn tượng với ban giám khảo. Dance with me. Hôm nay về thăm nhà, nhịp chân lối quen xưa, đây vẫn cây cầu đá, kia mây bụi che già, sáng ngang một khung trời, bồng bềnh con nước mưa, sương trắng phủ sáng mờ, vài cánh én lưa thưa. Trên con đường thăm nhà, gặp cô gái đi qua, da trắng như màu áo, môi hé nụ hoa trào, như quen mà xa lạ, bồi hồi chợt nhớ ra, cô bé ngày xưa đó, chung ngõ ở sớm nhà. Cô bé ở gần nhà ngăn cách khu vườn thưa lá. Giờ xinh dáng hoa bé xưa, vội oa ương vội khóc thương hai đứa một tâm hồn. Vui hơn buồn,
hôm nay về thăm nhà, tình hai đứa tơ hoa. Anh nhắc câu chuyện cũ, em nói niềm mong chờ, say mơ một khung trời. Mẹ hỏi đi nữa thôi, thưa với mẹ con sẽ ở nhà đến suốt đời. Say mơ một khung trời, mẹ hỏi đi nữa thôi, thưa với mẹ con sẽ ở nhà đến suốt đời. Và đó là Khắc Minh. Khắc Minh thân mến, ngày hôm nay bạn rất sôi động, không còn là một chàng trai lãng mạn trữ tình như những vòng trước nữa. Dạ. Tại sao vậy ạ? Vòng trước mọi người nhắc em là em bị cái màu cũ nó hơi bị trầm trầm buồn buồn, em muốn làm nó khác khác đi. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem ban nhạc cho bạn bao nhiêu điểm nha. 1, 2, 3, quay lại. Yeah. Mình quay lại thì mình thấy đầu tiên đập vô mặt mình là con số 7. Mình đã siết đột quỵ. Liếc qua thì liên tục thấy dính được, trời hơn mừng gần chết. Còn anh Khoa, tại sao lại cho 7 điểm ạ? Với một cái bản bài phối kiểu này thì em phải hát một cách hoàn toàn khác. Em hát đều quá, không có điểm bứt phá của cái dòng nhạc. Cái em hát cái anh nghe có vẻ nó không, nó hơi thấp, bài nó không có bốc lên được. Có khi em chọn cái khúc này có khi lại không hợp lắm, anh nghĩ vậy. Anh xin mời anh Hoàng Bách ạ. Đây là một phần trình diễn thú vị, bởi vì đây là Khắc Minh. Dạ. Khắc Minh đang là một nam trầm và hôm nay bạn ấy hát hoàn toàn khác, một sự lột xác. Bạn đã biết nghe những cái lời đóng góp về mặt ngoại hình, về mặt trình diễn. Chúc mừng Minh, hôm nay làm rất tốt. Cảm ơn anh Hoàng Bách ạ. Xin mời anh Khang. Em đến với chương trình này lúc nào em cũng chỉnh chu về trang phục, gương mặt rất là baby. Anh rất thích. Đầu tiên là cái điều đó là đã có cái fan, lượng fan khán giả rất là đông rồi. Trong cái bài này em hát tông thấp quá, nó sẽ làm lu mờ với lại cái nhạc cái này. Sân khấu này của em phải hoạt động nhiều hơn nữa. Em lôi kéo khán giả đến với em, đứng dậy cùng nhau nhảy hơn nữa. Thì cái đó là em nên để ý nha. Chúc mừng em. Cảm ơn. Chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm dành cho Khắc Minh là 74 điểm và thứ hạng của Khắc Minh. Bạn đang đứng ở vị trí thứ hai. Chúng ta hãy cùng nghe chia sẻ của các thành viên trong ban giám khảo. Nhờ cái sự tài tình của anh Minh Khang, anh đã có một cái hòa âm mà nó rất là tuyệt vời. Em đã dám thử thách bản thân mình ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Có nhiều cái mình giỏi mà mình chưa biết mình giỏi nữa, cho nên là cứ thử đi, không có gì để lo hết. Chúc mừng em. Dạ. Cảm ơn như chị Vũ ạ. Thật ra là anh thấy anh Khang nói đúng đó, em phải luyện cái giọng mình hát mấy nó cao, tại giọng mình giọng bass rồi ra thì nếu mình, em thấy là cái giọng mình mà chưa có đạt tới cái đỉnh mình muốn á thì mình phải để ý vô cái diễn của mình. Đẩy đưa chút xíu, có thể khán giả ta coi tạm quên đi cái giọng của mình, ta nhìn cái thần thái diễn xuất của mình nó sẽ khỏa lấp đi cái đó. Thấy không? Phải kết hợp nhiều cái đó, nhớ ghi nhận. Đó là những lời chia sẻ của ban giám khảo dành cho Khắc Minh. Cái bài của bé ngày xưa này á thì mình đã cố gắng suy nghĩ làm sao cho nó lạ đi và cái cách hát làm sao nó sang nhất. Hình như là vẫn chưa chinh phục được hết mọi người, cho nên hy vọng là mình sẽ được vào trong và mình sẽ hát một cái bài nào đó mà có thể làm cho mọi người thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Và một lần nữa cảm ơn Khắc Minh. Và sau đây, xin chào quý vị, tôi tên là Kaujami, tôi sinh ra và lớn lên ở vùng núi cao nguyên nồng nàn với cà phê, có nắng và có chút gió. Âm nhạc luôn là một phần không thể thiếu đối với tôi. Có thể nói, âm nhạc liên kết được trái tim con người, và cà phê cũng vậy. Cà phê có thể đánh thức được vị giác của mọi người. Và có một ca khúc sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường đã nói lên điều đó. Và khi tôi đứng lên sân khấu này, và tôi rất là hạnh phúc khi được hát lên ca khúc đó. Và bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe ca khúc Ly Cà Phê Bán Mì. Ly cà phê như muốn nói cùng em có gì. Ly cà phê như muốn hát, hát cùng em câu gì.
bay theo làn tóc giữa trời xanh mong lành. Anh mơ em say hay mùa xuân đang về khơi tuôn băng khoáng ly cà phê. Tiếng hát cao nguyên như mùa xuân vọng về. Trời ơi, ly cà phê ban mê, đê mê quá. Em ơi, em giới thiệu nãy dư tới 6 giây. Em biết điều đó không? À, không biết điều đó à. Vẫn còn kịp húp một miếng cà phê rồi mới hát. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với số điểm của ban nhạc dành cho Kazami. 1, 2, 3, xoay lại. Tổng số điểm của Kazami là 88 điểm. Bạn đang đứng ở vị trí thứ nhất. Bây giờ xin mời những lời nhận xét của ban nhạc. Khánh xin mời anh Nguyễn Hàn. Tụi anh luôn luôn nhận được từ em những cái năng lượng rất là đặc biệt để mà lúc nào chúng ta cũng cùng với nhau tạo những tiết mục bùng cháy cùng với nhau trên sân khấu này. Và hôm nay thì em đã một lần nữa lại chứng tỏ được cái nội lực của mình qua một cái ca khúc tuy quen thuộc nhưng rất là mới. Cho nên là chúc mừng em có một phần mở màn rất là tốt. Cảm ơn nha. Cảm ơn chia sẻ của nhạc trưởng Nguyễn Hà. Anh Hoàng Bách thì sao ạ? Uống một ly cà phê ngon thì đầu tiên mình nhìn nó phải hấp dẫn. Phần nhìn của em hấp dẫn. Và thực sự là cái cách em hát, em vào bài hát nó rất nồng nàn, nó không rực lửa ngay. Và nó rất là gắt khi ở đoạn cuối, nhưng cái gắt nó rất là dễ chịu. Thì đối với anh, đây là một ly cà phê hoàn hảo cho một phần khởi đầu với ban nhạc quyền năng của số gần cuối này. Anh cảm ơn em, tuyệt vời. Đó là chia sẻ của ca sĩ Hoàng Bách. Và có một thành viên sau 10 tập đã cho điểm 10. Dạ, xin mời nhận xét của anh Khôi ạ. Chúc mừng cơ Jamie, em hát bài này rất hay. Nhưng mà cà phê ban mê thì nó mạnh quá, anh uống là anh bị say. Anh cho điểm 10 tại vì Khanh biết không, một người ca sĩ đứng lên hát, hát hay là một chuyện, mà phải nói hay nữa để lấy được cái cảm tình của khán giả. Thì hôm nay là cơ cũng làm tốt phần đó, cho nên anh cho anh điểm. Những chia sẻ rất chân thành của anh Khôi. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những lời nhận xét của ban giám khảo dành cho Kazami. Kazami ơi, phải nói là chị là người không phải là nghiện cà phê, nhưng mà thật sự hôm nay ly cà phê ban mê của Kazami đã làm cho chị Như Quỳnh nghiện rồi đó. Cứ mỗi lần xuất hiện là thấy sinh ra hay thiệt. Bữa nay cái cách em giới thiệu bài hát quyến rũ lắm. Tự nhiên chưa hát đã thấy có cảm tình rồi đó. Em xử lý bài hát này nó vừa phải, vừa sức. Tôi ngồi mà tôi lắc cái đầu vậy, tôi muốn gãy cái cổ luôn. Thích lắm cá ư ơi. Dạ, tôi muốn thích tài hả? Tôi rất sung sướng được có mặt ở đây đêm nay để mà nghe và cảm nhận những cái điều mà em muốn gửi đến cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn. Cảm ơn những lời nhận xét của ban giám khảo đã dành cho Kazami. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe các thành viên ban nhạc chọn cho Kazami ca khúc thứ hai. Em đã biểu diễn rất là nhiều lần những cái bài rất là bùng cháy ha. Và hôm nay ở vòng bán kết á, thì anh và ban nhạc quyền năng muốn thử thách em một ca khúc thật là tình cảm, thật là lãng mạn. Em hãy vào và chuẩn bị ca khúc Trái Tim Không Ngủ Yên, sáng tác của Thanh Tùng. Cảm ơn đề bài của ban nhạc. Một chào vỗ tay cho Kazami vào trong chuẩn bị cho phần dự thi tiếp theo của mình thưa quý vị.
Hôm nay mình cảm thấy mình làm rất là tốt. Và cái bán cho EMI là cả ban nhạc đều bùng cháy. Mặc dù bị như số dây nhưng mà ban giám khảo có lời khen cho cô Yami cảm thấy rất là vui rồi. Rất mong là ban giám khảo sẽ cho cô Yami 10. Một tràng vỗ tay lớn hơn nữa thưa quý vị. Là thí sinh mở màn, bạn có hồi hộp không? Dạ có. Khanh biết cảm giác đó. Và ngay bây giờ cùng Khanh xoay lại nha. 1, 2, 3, xoay lại. Chỉ có một dấu chéo thôi, không sao cả. Khanh muốn lắng nghe chia sẻ của anh Đăng Khoa. Bài này thật ra em hát về nhịp nhàng thì ok, nhưng mà anh cảm thấy cảm xúc thì nó hơi over những cái lúc mà cao trào á. Có nghĩa là phải chi nó nhẹ nhàng hơn một chút xíu. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta cùng nghe chia sẻ của nhạc trưởng Nguyễn Hà. Rất thông cảm với lại cái nhận xét của Khoa khi em xử lý bài hát này. Đó, thì đến khi mà dàn nhạc đẩy cao trào lên thì mình đẩy nhiều hơn. Và điều đó cho thấy là em có nhiều cái nội lực để mà phát huy. Khi mình có nhiều thì mình tiết chế lại một chút thì nó sẽ vừa lòng mọi người hơn. Cảm ơn nhạc trưởng Nguyễn Hà. Và bây giờ chúng ta hãy nghe những chia sẻ của nhạc sĩ Đức Huy. Tôi rất đồng ý với Khoa với lại Hà. Nếu mà mình không có đó thì cũng là một vấn đề. Nhưng mà nếu mà mình có mà không kiểm soát được cũng là một vấn đề. Thế thì tôi nghĩ là có lẽ là một cái bài học chung cho chúng ta. Thà như là mình để cho cái khán giả nửa bài đầu có nhiêu đó thôi hả? Thế nhưng mà không, vừa mới qua giang tấu nó khác. Thì người ta bảo, à đây này, đây là gây sự chú ý. Thế thì mình phải để ý cái đó. Khác với nhạc sĩ Đức Huy, Đăng Khoa hay là Nguyễn Hà, thì tôi giống như là thống lại trong cái bài hát ngỡ vậy. Cảm thấy sự phối hợp của ban nhạc Quyền Năng và bạn như là một, tôi rất là thích. Đẹp trai, dễ thương, mặt hiền lành. Những cái góp ý của nhạc sĩ Quyền Năng cũng như là Đức Huy nó cũng có phần đúng đó. Mình phải kiểm soát lại cái nội dung bài hát, đừng có bung ra hết. Em cũng nghĩ là đôi khi mình cũng phải bung trưởng ra một tí chứ. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nó phải kềm lại chút xíu. Tiếc quá mọi người ơi, mình phải nên tiết chế lại bản thân hơn. Mọi người hãy chờ đón phần biểu diễn tiếp theo của mình nhé. Và bây giờ ban giám khảo hãy lựa chọn cho Hoàng Minh một ca khúc tiếp theo để lát nữa bạn sẽ hát lại. Có một bài của nhạc sĩ Khánh Băng mà tôi nghĩ là nó rất hợp với cái phong cách trình diễn của em. Bài Sầu Đông. Bây giờ là thời gian Hoàng Minh lui vào bên trong sân khấu để tập luyện. Và lát nữa gặp lại tất cả quý vị khán thính giả. Một tràng vỗ tay lớn hơn nữa dành cho Hoàng Minh thưa quý vị. Tình ơi sao đi mãi nên sông dài mênh mông, vòng tay ôm nỗi nhớ xôn xao biển rộng. Vì em mất anh mất anh, mùa xuân đã qua rất nhanh, còn chẳng nỗi đau thôi xanh. Tình đã
Bây giờ chúng ta sẽ đến với quyết định của ban giám khảo. Ba vị giám khảo chúng ta sẽ thống nhất và chọn một thí sinh được đi tiếp và phải chia tay với một thí sinh còn lại. Thật là dễ thương cái ca khúc mà hai bạn cùng hát. Mỗi người một chất giọng, giọng nào tôi cũng mê cả. Một người thì dày, trầm nhưng mà cũng có thể lên những nốt cao. Một người thì lên những cái nốt cao tốt hơn. Nhưng mà cái cảm nhận, cái cảm xúc của hai bạn đó thì cũng không phải là sát lắm đâu. Nó có một cái sự cách biệt đấy. Và cách biệt tại sao? Tôi nhận thấy là ở Daily bạn không có cái sự thoải mái trong cái hát cái loại nhạc này. Tôi thấy là bạn có nỗ lực, bạn có cố gắng đấy. Thế nhưng mà đây là cái thử thách mà chúng ta không dự đoán trước được. Thế thì đó là cũng là một cái kinh nghiệm tốt, một cái bài học hay nhé. Và chúng tôi quyết định là... Sự quyết định của ban giám khảo là... Và... Huỳnh Ngọc Hậu là người chúng tôi sẽ... Chúc mừng Huỳnh Ngọc Hậu là thí sinh cuối cùng được lựa chọn cùng với 7 thí sinh còn lại. Daily cố gắng nha. Bước tiếp vào vòng trong. Daily, trước khi bạn gửi lời chia tay đến chương trình, Daily có muốn chia sẻ một cái điều gì không nè? Lần đầu tiên đứng tại một cái sân khấu, đây là một cái giây phút quý giá nhất trong cuộc đời của em. Dù em đã dừng lại tại đây, nhưng em cũng vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc vì được đến đây, được học hỏi, được trau dồi kinh nghiệm. Và lần nữa em xin chúc hết thảy tất cả mọi người ở đây, cũng như tất cả quý vị đang theo dõi trên màn ảnh này, dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Cảm ơn những chia sẻ rất xúc động của Daily. Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau. Dù ta xa nhau, lòng ta vẫn có nhau. Thời gian sẽ đi mau để ta luôn nhớ về. Xa, lòng chia dâng nỗi thương nhớ năm nào. Xin chào tất cả mọi người, mình là Vang Quốc Hải. Trước kia mình đã có thời gian dài hoạt động trong lĩnh vực ca sĩ cũng như là diễn viên. Những năm gần đây thì mình không còn hoạt động nghệ thuật nữa bởi vì mình tập trung vào kinh doanh. Đến với ban nhạc Quyền Năng lần này, mình chỉ có một mục đích duy nhất, đó là muốn được thể hiện mình để tìm lại cảm xúc của mình vào những năm trước khi mình còn hoạt động nghệ thuật. Nếu may mắn được các anh ban nhạc chọn thì đó là niềm hạnh phúc đối với họ. Em yêu thật chân tình, cớ vì sao em lừa dối? Anh mất xa xăm luôn mơ về chốn nào. Nếu còn yêu, đừng từng vu vơ hoài. Có trôi cùng thôi, có nói cùng thôi. Thôi không yêu nữa, lại quanh làm chi em ơi? Come on. Em về đi, thôi rồi không còn chi. Trong tim anh giờ đây, bây giờ vụt bay. Ở từ xưa đã chết, đã hết rồi tình yêu. Em về đi, không buồn không giận đâu. Không yêu nhau thì thôi, chỉ tình người ơi. Khi yêu đừng để xóa xa, trở nên vụ vơ. Đã hết yêu nhau thôi, không còn mong chờ. Nhớ làm chi, xin đừng đến. Đã biết bao lâu em luôn lừa dối anh. Nếu còn yêu, đừng cần vu vơ nhiều. Có trôi cùng thế, có lỡ cùng thôi. Thôi không yêu nữa, lại quanh làm chi em ơi. Come on. Em về đi, thôi rồi không còn chi. Trong tim anh giờ đây, mấy giờ vụt bay. Hồi giờ xưa đã chết, đã hết rồi tình yêu. Em về đi, không buồn không giận đâu. Không yêu nhau thì thôi, chỉ tình người ơi. Khi yêu đừng để xóa xa chờ. Nên cứ mơ em về. Trong tim anh giờ đây, mấy giờ vụt bay. Hồi giờ xưa đã chết, đã hết rồi tình yêu. Em về đi, không buồn không giận đâu. Không yêu nhau thì thôi, chỉ tình người ơi. Khi yêu đừng để xóa xa chờ. Nên cứ mơ. Come on. Và đó là thí sinh Vang Quốc Hải với ca khúc Đừng Lừa Dối. Anh hát bài này bao nhiêu phần trăm tự tin nè? Tự tin thì bản thân mình cũng có, nhưng mà để mà bước vào cuộc thi như thế này thì không nói trước được điều gì cả. Và bây giờ chúng ta cùng xoay lại để xem kết quả nha. 1, 2, 3. 6 dấu chéo. Khanh muốn nghe những ý kiến đến từ anh Thanh Tân. Thế cho anh không bấm là anh thấy em cái thần thái em rất là tốt. Em diễn, em di chuyển khắp cái sân khấu. Thứ hai là em như em có tập em vũ điệu đúng không?
Dạ có ạ. À, anh thấy em thích hợp với cái dòng giải trí nên là rất phù hợp với cái chương trình này. Nên anh không bấm. Thực ra có một thời gian Hải cũng khá là nổi tiếng. Cái cách em làm chủ sân khấu thì rõ ràng mọi người đã thấy rất là chuyên nghiệp. Nhưng hát thì hôm nay rõ ràng em không làm tốt lắm. Dạ vâng. Từ lúc bắt đầu em giao lưu với Dương Triệu Vũ thì sau đó em lại bắt đầu chật nhịp luôn. Bách nghĩ là không thể đổ lỗi cho Vũ được. Bởi vì kể cả khi Vũ không hát thì cái giai điệu nó vẫn phải chạy trong đầu mình. Mình biết là cái phần hòa âm nó đến đâu là mình sẽ hát được. Mà anh nhớ là Hải bác hát bài này rất là nhiều lần rồi. Thì cái đấy là một cái điều thực sự là rất là đáng tiếc. Bởi vì nếu mà em không có bị cái chật nhịp quá dài như vậy thì anh nghĩ chắc chắn là mọi người đều không bấm nhiều như vậy đâu. Hoặc có thể sẽ không bấm đâu. Cái khuyết điểm của Hải ở trong cái phần thi này lại là vì có quá nhiều kinh nghiệm. Bạn quá nhiều kinh nghiệm với sân khấu. Và cái điều đó cũng là cái điều đã làm cho cái phần thi của bạn nó không được hoàn hảo. Là tại vì bạn bị chi phối và bạn vô tình bị mắc phải cái lỗi đó và bạn không recover được. Chứ thật ra là bạn là một người diễn rất tốt, diễn rất hay và coi bạn như là một người đồng nghiệp của mình rồi. Theo Nhung nghĩ là Nhung thích cái phong cách của Hải nè, cách hát của Hải nè. Nói chung là cả bộ trang phục, cả lên sân khấu Hải trình diễn rất là professional. Với cái dáng dấp, với sự điêu luyện, với cái tài năng của em mà không đứng trên một cái sân khấu lớn nữa thì rất tiếc cho những người khán giả không được xem em hát. Chỉ cần một câu nói này thôi, đó là một cái chiếc cúp danh dự cho Hải rồi. Cái gest của em á, là một cái người vừa có sự điêu luyện mà có cái tài riêng, chứ không phải ai điêu luyện cũng có được đâu. Một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo rất nhiều. Và một lần nữa rất là cảm ơn Hải đã đến với chương trình. Và Khanh có một món quà dành cho anh. Món quà đó chính là cái này. Anh lặn chưa đủ, lặn sâu, đủ sâu cho em. Lặn chưa đủ sâu, bây giờ quất thêm cái này nữa. Không, phải ý Khanh là tập hơi. Hơi mình càng mạnh thì mình càng hát được nhiều ca khúc hơn. Vừa hát vừa nhảy càng sung hơn. Cảm ơn em rất nhiều và cũng chúc em ngày càng thành công hơn. Cảm ơn anh Hải rất là nhiều. Vòng đầu mà mình đã bị loại rồi thì điều đó cũng hơi tiếc. Chắc có lẽ là do cái sự 4 năm trời mình không được hát lại. Bao nhiêu cái chất chứa nỗi niềm 4 năm mình không được hát thì nó dồn vô cái này và mình rất là sung. Và Hải sẽ cố gắng luôn luôn ghi nhớ câu nói của cô Phương Dung. Xin cảm ơn cô rất nhiều. Xin cảm ơn chị Phi Nhung cũng như anh Dương Triệu Vũ đã có những lời khen dành cho Hải. Xin cảm ơn rất nhiều. Tell me when will you be mine? Tell me cuando we can share love divine. Oh my love, please tell me when. When will you say yes to me? Tell me cuando you mean happiness to me. Oh my love, please tell me when. Every moment's a day, every day seems a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. Tell me when will you be mine? Tell me cuando. You mean happiness to me. Oh my love, please tell me where. Every moment's a day, every day seems a lifetime.
try be young compare. Tell me when will you be mine? Tell me quando, quando, quando. Say it's me that you adore. Oh my love, please tell me where. Bây giờ mình quay lại xem số điểm của ban nhạc dành cho Khắc Minh. Xin mời. Wow, rất nhiều điểm 9 và có một điểm 7 duy nhất đến từ anh Thanh Thảo. Anh nhận xét như thế nào về bài hát này ạ? Đối với anh, cái cách thể hiện bài của em nó có vẻ là nó chưa có đạt lắm. Cái đoạn đầu của em, cuối câu của em ngắt nó ngắn quá. Em không có cho nó có một cái đuôi cho nó tạo cái độ FP. Cho nên anh không thể cho em điểm cao được. Bây giờ chúng ta cùng nghe một trong những tiếng hát rất là cao của thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay. Đó chính là anh Hoàng Bách. Phần trình diễn này với Bách đúng ra là anh sẽ chỉ cho em điểm 8 thôi. Bởi vì cái phong cách của cái bài này là nó rất là quý ông. Em chưa đạt được cái điều đấy. Có nghĩa là theo em nhận xét với cái bài này, đạo cụ là cái cây này chưa chắc là cái đạo không cụ này quả. Là đúng. Nhưng dạ, đúng. Cái đạo cụ này nó phải đi với đôi giày gì, với bộ đồ gì, với đầu tóc gì. Thì nó phải có cái sự chuẩn bị. Và em biết là để mà thành một quý ông, thành một cái người chinh phục được phụ nữ gọi là lady killer thì nó không đơn giản một tí nào. Em có cái chất đó trong người nhưng mà em cần phải tự tin hơn với nó và em đầu tư hơn với nó. Muốn ăn được thì phải đầu tư, nhớ chưa? Đấy. Và mình lấy đây là cái kinh nghiệm để những vòng sau mình đầu tư hơn nữa. Đó là những chia sẻ của ban nhạc và những số điểm rất là cao. Bây giờ chúng ta cùng xem tổng số điểm của Khắc Minh là 75 điểm. Thứ hạng của Khắc Minh là vị trí đầu tiên. Xin chúc mừng Khắc Minh. Bây giờ chúng ta cùng nghe chia sẻ của ban giám khảo. Xin mời giám khảo Dương Triệu Vũ. Vũ rất là bất ngờ với những cái nốt trầm của bạn. Bạn hát đầy và nó rền và nghe rất là sướng lỗ tai. Và khi mà kết hợp với một cái bản nhạc mà nó phối theo kiểu jazz như thế này thì nghe rất là du dương và nó ru lòng người lắm. Mà đúng là hồi nãy chỉ bị một cái vấn đề duy nhất, đó là cái gậy chống nạn đó thôi, làm cho Vũ rất là khó chịu. Là tại vì những người thầy dạy sân khấu họ nói là đừng bao giờ để một cái đạo cụ gì mà mình không sử dụng tới trên sân khấu á. Nhưng mà em ơi, bây giờ mình chú trọng là cái giọng hát chứ không phải cái cây gậy. Bây giờ người ta lỡ lên rồi thì mình quên đi. Ông Hoàng Bách, ông quên ông ấy cho chính đó. Con không thể nào quên được, là tại vì nó ngay trước mặt con luôn. Cái bài học hôm nay cho Khắc Minh chính là thần thái vẫn là quan trọng nhất. Nói chung, giọng trầm ấm, biết cách để mà chia cái bài hát ra làm nhiều đoạn, lôi cuốn khán giả. Thôi cô, mình đứng lên mà vỗ tay cho em nó một cái nha. Nãy giờ tiết mục tuyệt vời nhất nãy giờ. Chúc mừng Khắc Minh, đây là lần đầu tiên cả ba vị ban giám khảo đứng lên chúc mừng cho bạn. Xin chúc mừng Khắc Minh rất nhiều. Thực ra hồi nãy mình cầm cái cây này lên là mình muốn múa lụa cho nó trên sân khấu luôn. Mình muốn làm rất là nhiều thứ, hồi nãy tập tạo dáng rồi cứ tùm lum tà la hết. Nói chung là ngầu lắm, khua lắm. Nhưng mà tự nhiên lên sân khấu rồi cái là mình thực chất là mình đi lên sân khấu mình rất tập trung vào giọng hát. Hồi trước đến giờ mình lên sân khấu là mình sẽ tập trung vào giọng hát nên mình quên hết một số động tác, cho nên là thành ra này nó hại mình.